Diệp Ngư sinh ra trên mặt liền mang theo một mảng lớn vết đỏ là cô nương xấu xí nổi tiếng ở Vịnh Bạch Thủy. Vả lại từ nhỏ đã có tật nói chữ không rõ, trên người còn đeo danh tiếng khắc thân. Đương gia gia nãy chê nàng xui xẻo, tan sự vừa làm xong liền đuổi hai mẹ con nàng ra khỏi nhà cũ đuổi tới trên đảo nhỏ không xa. Vốn tưởng rằng hai mẹ con chịu đựng không quá vài năm, ai ngờ hai người cuộc sống lại càng ngày càng náo nhiệt, thậm chí còn phát tài mua đảo cả đám đỏ mắt không thôi nổi lên ác tâm mò mẫm lên đảo kết quả cũng là dựng thẳng đi vào ngang đi ra tinh thần thác loạn gọi thẳng thiên phạt dịp ngư lặng lẽ tắt công tắc lưới điện ẩn sâu công lao và danh tiếng loại bảo bối vượt thời đại này quả nhiên không giống bình thường dịu tai dịu tai nàng phải nhanh chóng đặt hàng mua thêm mấy tấm mới được tiểu thuyết mấu chốt hải đảo của ta thông hiện đại không đạn cửa sổ hải đảo của ta thông hiện đại txt toàn tập đao loa hải đảo của ta thông hiện đại chương mới nhất đọc. Chương 1 Dị tượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Vi sơn 13 tháng giêng tế hải thần Ban ngày náo nhiệt cả ngày, đến khi trời tối mới dần dần yên tĩnh lại. Bốn phía chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ bờ có vẻ mảnh đất này thập phần cô tịch. Diệp ngư hai ba cái rửa sạch chén đũa trở lại trong nhà tranh, nhìn bộ dáng mẹ ông Sim y ngẩn người nhất thời trong lòng đau xót a nương lại đang nhớ cha cùng đại ca đúng rồi ngày hôm nay đặc biệt nếu cha cùng đại ca còn ở bọn họ cũng là muốn đi tế tự hải thần hàng năm vào ngày này bọn họ đều mang theo tế phẩm phân chia về nhà cho nàng cùng a nương ăn đó là thời điểm trong một năm các nàng ít có thể ăn thịt người một nhà hòa hòa mỹ mỹ cho dù cuộc sống không giàu có cũng là hạnh phúc nhưng bây giờ một hồi bão táp lật tung thuyền đánh cá của cha mãi cho đến ngày hôm sau mới có người phát hiện thân tàu vỡ nát. Các thôn dân đều hỗ trợ tìm mấy ngày nhưng Thủy chung không tìm được người. Bọn họ đều nói người không tìm được hơn phân nửa chính là cho bụng cá ăn. Nàng đương nhiên không chịu tin tưởng cha cùng đại ca cứ như vậy chết, nhưng gia nãi đè ép muốn làm tan sự, nàng cùng nương cũng ngăn cản không được. Sau đó, gia nãi nói nàng khắc thân, đem nàng cùng A nương đuổi ra may mắn trên hòn đảo nhỏ bên thôn này có nhà tranh mà các thôn dân dựng lúc nghỉ ngơi tạm thời đặt chân cho các nàng, bằng không thật không biết nên đi nơi nào. Dịp ngư sờ sờ vết ban đỏ trên mặt bên phải, trong lòng chua xót vô cùng. Có lẽ A Nãi nói đúng, nàng chính là một người không rõ, cho nên mới có thể vừa sinh ra mặt liền mang vết ban đỏ, ngay cả nói cũng nói không lưu loát, còn khác cha cùng đại ca. Nghĩ đến đây nàng liền nhìn không được đỏ hốc mắt, bất quá không dám để cho mẹ nhìn thấy trong lúc đi đường liền len lén lau đi nước mắt toát ra a à lan nương không còn sớm nữa tuế ngủ đi nghe được tiếng con gái cẩn thận thăm dò từ thì đắm chìm trong hội ức lập tức tỉnh táo lại nàng vội vàng đáp một tiếng sau đó thừa dịp quay đầu cởi quần áo len lén lau nước mắt dịp ngư nhìn thấy cũng làm bộ như không phát hiện ra ngoài múc nước trở về hai mẹ con đơn giản rửa mặt xong liền thổi tắt đèn đi ngủ từ thì thể yếu mặc dù tâm sự nặng nề cũng rất nhanh tiến vào mộng đẹp nhưng dịp ngư lại trằn trọc khó ngủ gạo trong nhà nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được ba ngày là phải ăn hết thuốc của mẹ cũng chỉ còn lại một gói cuối cùng hai ngày nay đi biển phải được mùa bội thu mới có thể bán được giá cả bốc thuốc mua lương thực thuận tiện còn phải trả lại lương thực dì thu mượn lần trước mặc dù dì thu vẫn nói không cần trả nhưng mẹ chồng bà ta miệng rất lợi hại không trả cũng không biết sau lưng phải mắng bao lâu còn có chỗ thiếm phúc hoa mượn một tiền bạc cũng phải nhanh chóng trả lại mới được. Trước kia có thể chậm rãi trả, nhưng trước mắt hai đứa con trai nhà nàng đều đã đến tuổi kết hôn, trong nhà chính là lúc thiếu tiền. Một tiền bạc không phải rất nhiều nhưng cũng có thể sửa được mấy bàn tiệc, thiếu luôn trong lòng khó an. Ai? Diệp Ngư rất đau đầu, lăn qua lộn lại cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng thật sự ngủ không được liền dứt khoát trời giường ngồi vào cửa mượn ánh trăng bên ngoài chà sát dây thừng soạn thảo. Liên tiếp chà sát hơn 10 cái, cuối cùng cũng xoa được cơn buồn ngủ. Cô không muốn cứng trắng kháng cự, sửa sang lại dây cỏ và cỏ khô xong liền đứng dậy chuẩn bị vào phòng. Kết quả người vừa đứng dậy, ánh mắt đã bị một đạo ánh sáng trên trời hấp dẫn. Cái gì vậy? Sao băng sao? Khi còn bé Diệp Ngư từng nghe người lớn nói, sao trên trời sẽ rơi? nghe nói chúng nó rất nhỏ rất nhỏ bay còn đặc biệt nhanh, sẽ qua bầu trời tự như một đường thẳng rất nhanh lại sẽ biến mất dấu vết. Nhưng đạo bạch quan trên trời kia lại rất thô, vả lại cũng không phải xẹt qua trên trời, ngược lại cách mặt đất càng ngày càng gần. Lúc này Diệp Ngư hoàn toàn không buồn ngủ, nàng theo bản năng đi tới chỗ rộng rãi hơn trước nhà tranh nhìn chầm chầm đạo bạch quan kia. Đáng tiếc đạo ánh sáng càng ngày càng sáng kia trong mấy hơi thở liền từ giữa không trung rơi xuống biển. Rơi xuống biển phải không? Nàng không quá xác định, dù sao phương hướng kia còn có rất nhiều cô đảo. Vậy rốt cuộc là vật gì đây, thật sự là sao trên trời rơi xuống sao? Dịp ngư tò mò lợi hại, ngồi sống bên ngoài một hồi lâu cũng không đợi được dị tượng gì nữa đành phải ngoan ngoãn trở về phòng ngủ. Ngày mai đi biển muốn thu hoạch cần phải hao phí không ít thể lực, nếu là không nghỉ ngơi tốt, làm việc không có tinh thần vậy thì hỏng bét. Hư quan trong nháy mắt này nàng không để ở trong lòng ngày hôm sau cũng không có nhắc tới với mẹ a à, nương tâm tư nặng nề nếu là bảo nàng biết mình nửa đêm không ngủ dậy chà dây thừng chỉ sợ lại muốn suy nghĩ nhiều a à, lan nương mau lui thảo triều rồi ta đi đây dịp ngư và mẹ lên tiếng chào hỏi rồi mang theo sọt và hai thùng gỗ của mình đến chỗ bà đậu bè gỗ bên bờ hải đảo nói là bè gỗ kỳ thật chính là mười mấy cây gỗ đơn giản buộc cùng một chỗ vừa nhỏ vừa cũ đơn sơ chính cái này đã xem như đồ vật tương đối đáng giá trong nhà cô đặt thùng gỗ lên sau khi cởi dây thường buộc trên đá ngầm mình cũng leo lên ngồi xuống chèo tương gỗ từng chút từng chút đi xa mặt trời mới mọc còn mang theo từng mảng tráng đỏ chiếu lên mặt biển cũng thập phần muôn màu muôn vẻ xinh đẹp chỉ là không người thưởng thức lúc này kỳ thật đã bắt đầu thủy triều xuống bất quá còn không phải thời cơ đuổi biển tốt nhất phải đợi thủy triều rút đủ xa hải vật lộ ra mới có thể đủ nhiều. Đại khái phải khoảng một canh giờ, đủ để dịp ngư chèo đến đảo Bảo Sơn. Kỳ thật nếu là thuận tiện, trực tiếp chèo về Vịnh Bạch Thủy đuổi biển trên bãi cát bên ngoài thôn càng tiết kiệm thời gian và sức lực. Nhưng nàng không muốn về thôn bị người chỉ trỏ, cũng không muốn gặp phải bà nội bị bọn họ chỉ vào mũi mắng tạo bả tinh. Trong thôn người tốt rất nhiều, chanh chua người nhưng cũng không ít, những người đó nói chuyện quá mức chói tai, tự nhiên là có thể tránh thì tránh huống hồ mình chèo xa một chút đến đảo bảo sơn đuổi biển không có người tranh đoạt cũng có thể bắt được nhiều hải vật hơn chỉ là phải vất vả một chút mà thôi dịp ngư không chút nghi ngờ là một người rất biết chịu khổ liên tiếp chèo hơn nửa canh giờ cũng không nghỉ ngơi một lát chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy đích đến của chuyến đi này đảo bao sang bảo sơn đảo tọa lạc ở giữa hai tòa tiểu đảo so với tiểu đảo nhà mình hiện tại đặt chân không biết lớn hơn bao nhiêu trên đảo cây cối xanh ung tươi tốt dạt vào sức sống, thỉnh thoảng còn có chim chóc chui vào, liếu ríu rất náo nhiệt. Hải vật vùng biển này phong phú, trên đảo cũng có không ít thứ tốt. Mấu chốt nhất là trên đảo có một mảnh hồ nước ngọt rất lớn, cho nên mới được đặt tên là Bảo Sơn. Bất quá bởi vì khoảng cách bên bờ có chút xa, cho nên bình thường có rất ít thôn dân chèo tới đây, đến nơi này nghỉ ngơi phần lớn đều là ngư dân đánh cá đi ngang qua. Dịp Ngư tìm được chỗ cặp bờ bình thường của mình buộc chặt bè gỗ, xách thùng nước vào trong rừng kéo chút cỏ dại lại tìm chút cỏ khô buộc bên hông, những cỏ khô này dùng để buộc cua. Cua tháng 2 tuy rằng không đủ béo, nhưng lớn cũng có thể bán được mấy văn tiền, so với cá tôm nhỏ vẫn là bắt cua nhiều hơn một chút. Chỉ là hiện tại vừa mới bắt đầu hạ thủy, phía dưới cất dấu cua đá ngầm còn không có lộ ra, cho nên nạn lúc này bình thường đều là trước tiên ở trên bờ các đào ngao ngao là một loại hải vật nhỏ hình quạt nó thích giấu trong cát người có kinh nghiệm nhìn thấy hai lỗ nhỏ trên bãi cát là biết có hàng thứ này trong bãi biển rất nhiều rất nhiều người trong thôn bình thường đều là để cho tiểu hài tử đào về cho việc ăn chính mình đuổi biển lúc cũng sẽ không làm quá nhiều bởi vì nó vỏ nặng thịt ít làm một sọc lớn trở về bóc thịt cũng chỉ là một chén nho nhỏ dịp ngư mỗi lần đi biển cũng không đào nhiều đủ lượng nấu canh một ngày là được rồi ngao nấu canh rất tươi là thứ mẹ ít có thể ăn nhiều một chút nghĩ đến mẹ động tác của nàng dừng một chút hôm nay thủy triều xuống là vào buổi sáng chờ nàng đi biển xong lại đi bán hết hải vật đoán chừng đã sớm qua trưa cũng không biết mẹ có thể ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm hay không tính tình mẹ vì tiết kiệm lương thực nói không chừng lại thừa dịp mình không ở nhà dứt khoát không ăn mình phải hành động nhanh một chút sớm trở về mới được Dịp ngư động tác nhanh nhẹn đem một miếng nhao nhỏ gần đó đào ra bỏ vào trong thùng, chờ nàng đào xong ngao, nước biển cũng lui xuống không ít. Thủy triều rút rất nhanh, một số cá tôm phản ứng không kịp sẽ mắc cạn trên bãi biển. Tự như hiện tại, nàng đã nhìn thấy một cái dưới ánh mặt trời hiện ra bạch quan con cá ở trên bờ cát không ngừng nhảy nhót. Là tiểu bạch. Bài viết mới, hy vọng câu chuyện này sẽ khiến mọi người thích. Hết chương này. Chương 2 Kỳ quái hải đảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 2 Kỳ quái hải đảo Diệp Ngư vội vàng chạy tới bắt nó vào trong thùng nuôi, con cá này không thể chết, cá chết không bán được giá. Thịt tiểu bạch dày ít gai, thịt lại tươi mới, rất thích hợp cho trẻ con ăn. Mới vừa bắt cái này bằng nàng hai cái tác đại, ít nhất cũng có năm sáu lượng, sống sót lấy đến bến tàu bên kia đi có thể bán cái mười mấy văn tiền khởi đầu khá tốt dịp ngư vui vẻ đem cỏ dại đắp lên thùng nước quay đầu bắt đầu ở trên bãi biển tìm kiếm hải vật khác hôm nay không có người khác tới đuổi biển toàn bộ địa bàn đều là của nàng cho nên thu hoạch cũng đặc biệt phong phú không đến nửa canh giờ nàng liền nhặt về ba con cá bắt bốn con cua còn móc non nửa thùng ốc ốc biển bình thường bán không được bao nhiêu tiền cô vừa mới tốn nửa ngày sức móc về chính là ốc biển rất lớn nhỏ nhất đều to bằng nắm tay của cô Nghe nói ốc này ăn xong thịt còn có người bán hàng trong thu vỏ của nó bán đến quốc đô bên kia. Diệp Ngư nhìn rất nhiều năm cũng không nhìn ra vỏ ốc biển này có cái gì đáng ngạc nhiên, bất quá có thể bán lấy tiền là được, non nửa thùng này phỏng chừng có thể bán khoảng 20 văn, tính toán có thể mua 6 cân ngô. Vương nghĩ tới những hải vật này rất nhanh có thể cầm đi đổi thành lương thực và tiền bạc, Diệp Ngư càng kinh tràn đầy, cầm gậy gỗ lại tiếp tục đi tìm cua trong đàn đá ngầm. Đại khái là bên ngoài trời lạnh, cô cũng giấu càng sâu, có đôi khi cô không thể không quỳ rạp trên mặt đất vương tay đi vào mới có thể có được cua. Tư thế như vậy có thoải mái hay không nói cách khác, mấu chốt là nước biển vừa mới rút đi, trên mặt đất vẫn còn ướt. Quần áo vải thô mỏng manh rất nhanh đã ướt, đứng dậy lại bị gió biển thổi qua quả thực lạnh đến tận xương tủy. Hắc xì. Hắc xì. Liên tiếp hắc xì vài cái, tay diệp ngư rung lên dây thừng trói cô liền buông lỏng một đầu cô lớn cảm giác không có trói buộc đương nhiên là trước tiên giơ kìm lên công kích nhân loại bắt mình vì thế a à, diệp ngư đau đến run rẩy bàn tay bị kẹp chặt cơn đau này khiến đầu óc nàng thanh minh hơn rất nhiều nàng vội vàng chạy đến bên bờ biển đem bàn tay bị kẹp của mình bỏ vào trong nước biển cô vừa rơi xuống đất cảm nhận được nước biển quen thuộc lúc này mới buông kìm ra vừa buông nó ra đã muốn chạy chỉ là nào có dễ dàng như vậy còn chưa đi hai bước đã kêu diệp ngư một cước dẫm lên một lần nữa trói chặt ném vào trong sọt kẹp cô còn muốn toàn thân trở ra làm sao có thể diệp ngư ném cô lúc này mới rảnh rỗi xử lý vết thương trên tay sau khi nhìn kỹ lông mày liền nhíu lại vết thương không phải rất lớn chỉ là cảm giác hơi sâu lấy nước biển rửa sạch nhiều lần còn không ngừng chảy máu hơn nửa máu này còn không phải từng giọt từng giọt mà là giống như một dòng nước nhỏ theo cổ tay chảy xuống. Như vậy không được, phải cầm máu. Nàng nhìn xung quanh một chút, quay đầu đem thùng gỗ nâng lên càng cao trên bờ cát, sau đó một đầu chui vào trong rừng tìm kiếm cầm máu thảo dược. Tất cả mọi người đã quen nghèo khổ, bình thường có cái gì đau đầu nhất ốc thường xuyên là tự mình hái chút dược thảo sắc thuốc uống. Một ít dược thảo cầm máu chữa thương bình thường cũng đều sẽ sớm dậy cho hài tử. Dù sao nhà mình không dùng được còn có thể cầm đi bán cho hiệu thuốc kiếm chút tiền lẻ. Diệp Ngư cúi đầu một đường tìm tới, máu trên tay cũng theo một đường chảy xuống, chúng nó phần lớn đều chảy ở trong bụi cỏ dại, cũng có một ít theo lá cỏ rơi trên mặt đất một tảng đá màu đen. Máu đỏ tươi mắt thấy lại muốn từ trên tảng đá chảy xuống, lại đột nhiên sinh ra dị tượng. Chỉ thấy mấy giọt máu nho nhỏ đột nhiên như là bị nước pha loãng biến thành một bãi lớn sau đó chậm rãi đem cả viên hắc thạch bao vây lại lại thấm vào. Chờ sau khi chất lỏng kia bị hấp thu xong, tảng đá màu đen cũng không thấy bóng dáng. Lúc này Diệp Ngư đã tìm được rễ tranh trắng có công hiệu cầm máu trong bụi cỏ dại, bởi vì mùa này rễ tranh trắng còn chưa nở hoa cho nên chỉ có thể phí chút sức lực đào rễ của nó lên xoa nhỏ đắp lên tay. Hiệu quả cầm máu của rễ mau căng vô cùng tốt, sau khi đắp lên một chén trà trên tay cũng đã không còn chảy máu. Diệp Ngư thở phào nhẹ nhõm, không chảy máu là tốt rồi, nếu không bây giờ phải từ bỏ việc đuổi biển về gặp bác sĩ, nếu thật sự như vậy tổn thất sẽ quá lớn. Trước mắt cách thủy triều lên thời gian còn rất lâu, chỉ cần không lười biến liền còn có thể bắt không ít hải vật, nạn có thể luyến tiếc rời đi. Vỗ vỗ bùn đất dịp ngư trên ống quần đứng dậy chuẩn bị trở về bờ biển. Trong nháy mắt xoay người, cô giống như nhìn một tảng đá màu đen to bằng quả trứng gà đâm thẳng vào cô tốc độ quá nhanh cô căn bản không kịp né tránh chỉ có thể theo bản năng giơ tay che mặt chỉ là đợi một hồi lâu cũng không cảm thấy đâu buông tay xuống cúi đầu nhìn trên mặt đất cũng không có tảng đá đen kia giống như vừa rồi đó chỉ là ảo giác của mình thật sự là ảo giác sao dịp ngư luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ tâm tư mãnh liệt muốn quay về bờ biển tiếp tục đuổi biển lúc nãy không biết như thế nào nhạt đi rất nhiều hiện tại cô đột nhiên muốn đi vào trong rừng một chút trong rừng hình như có thứ gì đó đang hấp dẫn cô. Đầu óc hỗn loạn Diệp Ngư dựa vào bản năng hướng trong rừng đi gần trăm bước, trong lúc bất chợt lại ngừng lại. Chấp niệm kiếm tiền của cô quá sâu, thanh tĩnh cũng nhanh. Không đúng, nàng phải nhanh chóng đi bờ biển đuổi biển sớm một chút bán hết hải vật về nhà, như thế nào sẽ mặc danh kỳ diệu hướng trong rừng đi. Mình có phải trúng tà hay không? Diệp Ngư sợ tới mức cả người tóc gáy dựng thẳng lên, chỉ cảm thấy rừng rậm trước mắt nguy hiểm đến cực điểm, nàng xoay người muốn chạy ra ngoài, thân thể lại không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau, cũng không biết là đụng phải cái gì đầu tiên là đau đớn đột nhiên sau lưng lại trống không, bảo nàng đặt mông ngồi xuống đất. Liên tiếp những chuyện xui xẻo khiến người luôn không thích nói chuyện như cô cũng không nhịn được nói thầm vài câu với ông trời. Cái này ngã là thật đau, nửa bên mông đều tê dại, một hồi lâu nàng mới có thể chính mình đứng lên. Nóng lòng chạy ra khỏi rừng, nàng không hề chú ý tới cây cối cỏ dại xung quanh hoàn toàn không giống với lúc trước trong rừng. Diệp Ngư một hơi chạy ra khỏi rừng, còn chưa thở vào nhẹ nhõm đã phát hiện thùng nước của mình không thấy. Nơi đó có thể chứa cá có thể bán được mấy chục văn, cô sốt ruột không chịu được cho rằng là ngư dân đi ngang qua nào đó sách đi rồi quay đầu tìm kiếm chung quanh, vừa tìm liền sửng sốt. Trước sau đảo Bảo Sơn cách đó không xa đều có một hòn đảo nhỏ, hiện tại lại không thấy bóng dáng hơn nữa nơi này lại có thể nhìn thấy bờ biển làm sao có thể nhất định là tứ đang nằm mơ dịp ngư hung hăng véo cánh tay mình một cái kết quả đau đến mặt cô nhăn lại trước mắt vẫn không có biến hóa không đợi nàng tỉnh táo lại nàng đã nghe thấy tiếng người nói chuyện càng ngày càng gần sợ tới mức nàng vội vàng trốn sau đá ngầm hôm nay vận khí cũng thật tốt ngươi nhìn xem bắt được hai con bạch tuộc nhỏ còn có hai con cua xanh hơn nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên ta bắt được cua xanh lớn như vậy đó ơ, cái này phải năm lượng chứ. Thật xinh đẹp. Thời tiết này cua xanh rất đáng quý, chị anh vận khí thật tốt. Hai nữ nhân mặc trang phục kỳ lạ, tóc cũng là màu đỏ sậm quái dị còn rối tung lôi thôi lết hết, các nàng vừa nói chuyện vừa đi ngang qua dịp ngư cách đó không xa. Những lời đó nghe có chút tối nghĩa khó đọc, nhưng ý tứ dịp ngư nghe hiểu. Nàng rất tin tưởng. Trong thôn xung quanh bảo sơn đảo không có người ăn mặc và khẩu âm kỳ quái như vậy, bộ dáng của hòn đảo này cũng hoàn toàn không giống với bảo sơn đảo. Nơi này thật sự không phải bảo sơn đảo. Diệp ngư tính tình lại trầm ổn giờ phút này cũng lúng cuốn, nàng rõ ràng hảo hảo tại bảo sơn đảo thượng đuổi hải, như thế nào lại mặc danh kỳ diệu tới một chỗ như vậy. Gặp lại, gặp quỷ sao? Trái tim tiểu cô nương đập thình thịch, mặt bị dọa không có một tia huyết sắc không được cô muốn trở về cũng phải nhanh chóng trở về trì hoãn lâu cá trên bờ cát bị chim biển ăn thì làm sao bây giờ trở về chậm mẹ lo lắng làm sao bây giờ dịp ngư cắn răng vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng chạy về cô nhớ vừa rồi đụng phải thứ gì đó trong rừng sau đó mới rơi xuống đây đường về chắc phải ở trong rừng nàng lòng tràn đầy muốn tìm đường trở về về phần có thể hay không rốt cuộc không thể trở về nàng không nghĩ tới cũng không dám suy nghĩ dịp ngư một đường lại chạy vào trong rừng bước chân vội vàng dẫm lên cành khô lá nát trên mặt đất ken két vang lên vừa rồi lúc nàng chạy ra ngoài không gặp người lúc này chạy vào lại gặp phải một người hơn nữa lại là một người mặc trang phục kỳ lạ người nọ nghe được tiếng bước chân quay đầu lại đối mặt với cô hả thật kỳ quái người nọ nhìn thấy cô chỉ hơi kinh ngạc một chút trong mắt không có hoảng sợ không có ghét bỏ cũng không có chán ghét Dịp ngư bất giác thả chậm bước chân, mắt thấy cô nương kia đi về phía mình theo bản năng liền che mặt có đốm đỏ. Trời ạ, à, trời lạnh như vậy sao ngươi mới mặc chút sim y này? Tan Kỳ vốn là một người nhiệt tình, đứa bé trước mắt này quả thực rất đáng thương. Tóc khô vàng vừa nhìn chính là dinh dưỡng không đầy đủ, trên mặt không chỉ có đốm đỏ còn có đốm nắng nghĩ đến là thường xuyên làm việc dưới ánh mặt trời chói chang. Còn có sim y trên người nạn, chỉ có mấy lớp vải mỏng manh trên chân chỉ có một đôi giày rơm, đây chính là ngày 2 tháng 2, thời điểm lạnh nhất. Đã đến năm 2040 rồi, lại còn có gia đình nghèo khó như vậy. Mùi mùi, người nhà mùi ở gần đây sao? Sẽ tự mình mua quần áo sao? Tỷ tỷ cho mùi tiền đi mua mấy bộ quần áo giữ ấm được không? Diệp ngư há miệng muốn trả lời, nhưng vừa nghĩ tới chính mình cũng nói không rõ ràng lại ảm đạm ngậm miệng lại chỉ là không ngừng lắc đầu nàng cùng tỷ tỷ này không thân chẳng quen, sao có thể tùy ý lấy tiền của người khác? Nếu không em nói cho chị biết nhà em ở đâu, anh mua đưa cho em. Mấy bộ quần áo giữ ấm cũng bất quá là hơn một ngàn, chút tiền ấy hoàn toàn là chuyện nhỏ. Bản thân tan kỳ sợ lạnh nhất, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của tiểu cô nương, nàng không nhìn được đau lòng. Bất quá tiểu cô nương có chút câu nệ, lá gan nhìn cũng nhỏ, chỉ lắc đầu cự tuyệt cũng không dám nói chuyện với mình chẳng lẽ nàng hiểu lầm mùi mùi tỷ tỷ không phải người xấu mùi xem tan kỳ mở ba lô tùy thân tìm danh thiếp và thẻ công tác của mình đây là thẻ công tác và danh thiếp của tôi tôi làm việc ở bệnh viện Hải Hồng trên đảo Hải Hoa tôi là một bác sĩ diệp ngư sững sờ nhìn hai tấm phim nhỏ trước mắt kia người nho nhỏ phía trên kia cư nhiên cùng tỷ tỷ trước mắt lớn lên giống nhau như đúc đây đây là thứ gì nàng nhớ tới lão nhân trong thôn nói thu hồn vừa nói, nhất thời một trận miệng khô lưỡi khô càng thêm hoảng hốt. Nếu anh không tự mình mua thì tôi dẫn anh đi mua, hoặc là anh để lại địa chỉ cho tôi. Ta, ta không không, không cần. Cảm ơn tỷ tỷ. Diệp Ngư có thể cảm nhận được thiện ý của người chị này đối với nàng, nhưng nàng thật sự một khắc cũng không muốn ở lại nơi này, nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được đường về nhà. Tôi không mềm, lạnh. Tang Kỳ nghe xong nhíu mày, đưa tay kéo hai tay tiểu cô nương lên, lạnh như băng còn nói không lạnh. Được rồi, ngươi không cần tiền không cần quần áo mới, vậy mặc cái này của tỷ tỷ, vừa lúc cho tỷ tỷ có thể mua quần áo mới. Dù sao trong mình còn có áo len lông cừu, lạnh thì không lạnh đi đâu được. Nhiều lắm là cảm lạnh trở về uống chút thuốc thì không sao. Cô trực tiếp cởi áo lông của mình khoác lên người cô bé. Cái áo lông cô mặc đến đùi này mặc đến trên người cô bé lại thành dài đến đầu gối, mặc vào có thể không đẹp lắm nhưng giữ ấm mới là đứng đắn. Em gái, cởi cái sọc này xuống trước đi, nếu không khóa kéo không tiện kéo lên. Chờ quần áo mặc vào rồi thắt lại. Tan kỳ kéo người, tự mình mặc sim y cho tiểu cô nương. Diệp ngư ngay từ đầu dãy dụ rất nhỏ đến khiếp sợ sự ấm áp của sim y kia, cuối cùng ngơ ngác giống như một con rối gỗ để cho người ta giúp nàng mặc sim y. Đây là quần áo gì, vì sao lại ấm áp như thế? Hết chương này. Chương 3 Thần kỳ y phục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Bộ quần áo kỳ diệu dịp ngư quả thực muốn hoài nghi nơi này có phải tiên cảnh hay không, xiêm y nhẹ nhàng quấn ở trên người so với ngồi ở bên chậu than còn ấm áp hơn. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của cô, Tan Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Mấy năm nay nàng giúp đỡ không ít hài tử có điều kiện kém, nhưng điều kiện có kém hơn nữa cũng không đến mức mùa đông chỉ mặc sim y như vậy. Nhìn bàn tay này, tràn đầy kén cứng, cũng không biết từ nhỏ đã bắt đầu làm việc ở nhà. Ai? Tay của anh bị thương. Đây là bị cu kẹp phải không? Lỗ hổng lớn như vậy phải khử trùng rồi lấy thêm chút thuốc mới được. Theo bản năng của một bác sĩ, Sanji ngay lập tức kéo ba lô ra và mang theo một cái gì đó để xử lý vết thương khẩn cấp những thứ này ly kỳ cổ quái trong suốt bình không có khiến cho diệp ngư chú ý nàng hiện tại toàn bộ tâm thần đều ở cái kia đang chuyên tâm cho mình rửa sạch vết thương trên người tỷ 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 này nhìn thật tốt đối xử với nàng thật dịu dàng bàn tay kia rửa sạch vết thương cho mình thì nhẹ lại nhẹ sợ làm đau mình loại cảm giác được người cẩn thận che chở này thật sự là thật làm cho người ta trầm mê nàng lớn như vậy ngoại trừ cha mẹ đại ca cùng thu di còn chưa từng có người như vậy quan tâm qua nàng. Cũng không biết vì sao, nước mắt Diệp Ngư bất giác trào ra. Rất đau sao? Cái này cần phải khử trùng, em nhịn một chút sẽ nhanh hết đau. Tang Kỳ còn tưởng rằng là nàng đau khóc, một bên nhẹ giọng an ủi một bên tay chân nhanh nhẹn đem vết thương trên tay nàng khử trùng bôi thuốc lại dùng băng gạc cuốn lại buộc chặt. Vết thương sâu như vậy, trở về ngàn vạn lần đừng đụng vào nước, vạn nhất nhiễm trùng thì nguy rồi. Dịp Ngư theo bản năng mím môi, người sống bên bờ biển không chạm vào nước làm sao có thể chứ? Nàng muốn kiếm tiền nuôi gia đình còn phải nghĩ biện pháp trả tiền. Làm việc cũng không được dùng sức quá, càng không được đụng vào đồ bẩn. Ăn cũng phải kiên ăn một chút. Tan Kỳ theo bản năng nói một đống, đột nhiên lại ngừng lại. Nàng nhìn tiểu cô nương miếng chặt môi mới phản ứng được cuộc sống của nàng tất nhiên rất là không tốt, bảo nàng không làm việc không quá thực tế, kiên ăn lại càng có chút khoa trương. Nàng có thể ăn no hay không còn chưa biết đâu, kiên cái gì? Ai? Có thể nói cho tỷ tỷ ngươi tên gì không? Diệp ngư gật gật đầu, há mồm cố gắng nói rõ tên mình một chút. Tôi, tôi tên Diệp ngư. Tan kỳ nghe được câu trả lời, thần sắc ôn nhu hơn vài phần. Vậy ta gọi ngươi là tiểu ngư nhi đi. Tiểu ngư nhi, tỷ tỷ gần đây mỗi buổi sáng phải hái thuốc trên đảo này một người có chút bận rộn ngươi nguyện ý tới giúp ta sao ta sẽ trả tiền công cho ngươi nhất định phải thu nhập cao hơn ngươi đuổi biển dịp ngư ngẩn người rất nhanh phản ứng lại là tỷ tỷ này muốn giúp nàng nhưng nàng cũng không phải người nơi này nếu là có thể trở về nàng về sau khẳng định sẽ không trở lại việc hái thuốc hẳn là làm không được vì thế cô lắp bắp giải thích mình phải chăm sóc mẹ bị bệnh trong nhà cũng bận rộn thật sự không rảnh Nghe cô bé lắp bắp phát âm cũng kỳ quái, tan kỳ xem nhẹ chuyện cô bé không thể giúp đỡ, chỉ chuyên tâm nhìn chầm chầm vào miệng cô bé nói chuyện. Tiểu ngư nhi, dây buộc lưỡi của ngươi quá ngắn, cho nên đầu lưỡi rất khó vẫy lên không tốt, sau đó co lại rất nhiều chữ cũng nói không rõ ràng. Hôm nay ngươi có rảnh theo ta trở về không? Ta có thể giúp ngươi làm tiểu phẫu, sau khi làm xong ngươi có thể nói rõ ràng. Nghe xong dịp ngư trợn tròn mắt. Cô không nghe lầm chứ? tỷ tỷ này nói nàng nói chuyện không rõ tật xấu có thể chữa khỏi anh không tin ạc à, hại đây là một ca phẫu thuật nhỏ rất dễ làm đừng nói tật lưỡi của anh cho dù là mặt của anh tôi cũng có thể chữa khỏi cho anh tan kỳ thập phần tự tin ông ngoại và mẹ cô đều là trung y từ nhỏ tai nhỏ mắc nhiễm đối với trung y cũng rất có hứng thú sau khi lớn lên lại học chuyên ngành tây y trung y thuật đều phi thường không tồi Mấy năm nay phẫu thuật lớn nhỏ cũng hoàn thành rất tốt, hiện giờ người đứng đầu bệnh viện không tính là, nhưng cũng là bậc thang thứ hai tinh anh nồng cốt, vấn đề lưỡi nho nhỏ cùng khối u mạch máu mà thôi, nàng có 10 phần nắm chắc có thể chữa khỏi. Vết đỏ trên mặt anh hẳn là sinh ra đã có. Tôi vừa mới nhìn kỹ, da rất bằng phẳng không nổi mụn, gần như có thể xác định là u mạch máu lành tính. Đương nhiên ổn thỏa nhất vẫn là phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu là u mạch máu lành tính, phẫu thuật laser phối hợp với thuốc khoảng một tháng là có thể tiêu trừ. Tan Kỳ nhẹ nhàng nói mấy câu, khiến Diệp Ngư ngây người. Tuy rằng tỷ tỷ này nói có rất nhiều từ nàng đều nghe không rõ, nhưng nàng nghe ra được ý tứ của lời kia là vết bớt trên mặt mình có thể tiêu trừ hết. Sao có thể chứ? Có thể sao? Diệp Ngư theo bản năng cảm thấy không có khả năng, nhưng trái tim cô đã vì lời này mà đập thình thịch. Ai mà không muốn có một khuôn mặt sạch sẽ chứ? Cô nằm mơ cũng muốn. Từ lúc bắt đầu nhớ lại a nãi vẫn mắng nàng, nói nàng là người từ nhỏ mang nhiệt. Vết ban đỏ trên mặt chính là diêm vương gia trừng phạt nàng, là muốn mang theo trên người cả đời. Vì khối hồng ban này nàng từ nhỏ không biết bị bao nhiêu khi dễ, người người đều có thể ghét bỏ nhục mạ nàng, bởi vì nàng điềm xấu. Nếu như vết đỏ này tiêu trừ, trời ạ! À, chỉ là ngẫm lại đã khiến da đầu người ta tê dại linh hồn run rẩy bộ dáng động tâm của diệp ngư tan kỳ nhìn thấy cô muốn rèn sắt khi còn nóng dứt khoát kéo diệp ngư ra ngoài rừng nếu không anh cứ theo tôi đến bệnh viện kiểm tra trước đi rất nhanh thôi vừa thấy muốn đi ra ngoài rừng diệp ngư cuối cùng cũng tìm lại được thần trí nàng còn phải tìm đường trở về làm sao có thể rời đi không 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 ta còn có bốn chuyện dịp ngư nói gì cũng không chịu đi ra ngoài rừng nắm chặt sọt của mình xoay người muốn chạy tan kỳ thật sự là dở khóc dở cười chính mình phỏng chừng là quá nhiệt tình dọa tiểu cô nương này được 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 chúng ta không đi vậy cô nhận danh thiếp của tôi chờ khi nào cô muốn chữa thì đến hải hồng tìm tôi tan kỳ trực tiếp nhét danh thiếp vào trong túi áo lông lúc kéo khóa kéo cô mới chú ý tới trong sọt bên hồng cô bé cương nhiên chứa cô xanh còn lớn như vậy trời ạ à, tiểu ngư nhi cua xanh trong sọt của ngươi lại lớn như vậy chỉ có một cân thôi sao vùng duyên hải hiện nay đi biển muốn bắt được cua xanh lớn như vậy cũng không dễ dàng mỗi lần cô đi chợ bán cua đều có thể nghe được ngư dân nói cua xanh lớn càng ngày càng ít nhưng trong sọt trước mắt lại có sáu bảy con hơn nữa chỉ lớn như vậy tiểu ngư nhi con cua này là muốn bán đi tan kỳ hai mắt tỏa sáng ánh mắt nhìn sọt trác thập phần nóng bỏng Diệp Ngư gật đầu, đúng là muốn bán. Nàng đều tính toán tốt, những con cua lớn này tổng cộng có thể bán kém không nhiều lắm bốn năm mươi văn tiền. Đến lúc đó mẹ bốc thuốc tiền có. Bất quá, tỷ tỷ này cho nàng thuốc trị thương, còn dùng vải trắng cuốn tay cho nàng, lại đưa sim y so với chậu thang còn ấm áp hơn. Cua này hẳn là tặng nàng mấy con. Tỷ tỷ, chắc cái này tặng ngươi. Diệp Ngư đưa tay ra bốn con cua lớn không chút miễn cưỡng đưa cho tan kỳ những con cua này một mực ở trong sọt chủ nhân ngã sắp xuống gì đó không bị ảnh hưởng chút nào mấy cái chân nhỏ không bị trói dương nanh múa vuốt tràn đầy sức sống tan kỳ thích ăn cua nhất nhìn thấy cua xanh cực phẩm như vậy mắt đều trợn tròn đương nhiên nàng không có khả năng lấy không mấy con cua này cho nên đánh chính là chủ ý mua hết những con cua này nàng muốn mua nhìn cũng không phải chỉ vì làm chuyện tốt hẳn là chính mình thật muốn ăn cho nên Diệp Ngư trực tiếp đem sọc đặt xuống đất cho nàng xem, để cho nàng tự mình ra giá. Hiện tại cua xanh trên thị trường là 106 cân, bất quá đó là cua xanh bình thường. Mấy con này của ngươi rất lớn, coi như 201 cân. Nơi này tổng cộng 7 con, kém không nhiều lắm 89 cân, ta cho ngươi 1 tám. Nói xong Tan Kỳ liền lấy điện thoại di động ra, nhưng vừa lấy ra mới nhớ tới trên người tiểu cô nương hình như cũng không có điện thoại di động trên người tôi chỉ có 300 tiền mặt. Tang Kỳ có chút đỏ mặt, ở trong túi sách lật một vòng nàng chỉ tìm được mấy cái thép băng. Mắt thấy giao dịch sắp thành, Lâm Môn một cước chính mình lại lấy không ra tiền, ngẫm lại liền mặt nóng. Cô ngẫm lại trên người mình có thứ gì đáng giá có thể bù lại tiền, vòng tay là không được, đây là quà sinh nhật bà nội tặng. Dây chuyền cũng không được tốt lắm, đây là em trai tự tay làm. Đúng rồi. Bông tai, bông tai là mình hôm trước mới mua. Tan Kỳ vội vàng tháo khuyên tai của mình xuống, lại dùng cồn trong ba lô cẩn thận rửa sạch mới cùng 300 tiền mặt giao cho Diệp Ngư. Tiểu Ngư Nhi, tỷ tỷ trên người tiền mặt không có nhiều như vậy, liền lấy bộ này kim cương bông tai bù tiền được không? Đôi bông tai kim cương hình ngôi sao này lúc mua hơn 3 ngàn, cho dù cầm đi thu hồi chiếc khấu cũng nhất định có thể đáng giá một ngàn rưỡi. Tan Kỳ lấy ra cái này, trong lòng nhất thời thoải mái hơn. Ngày hôm nay Diệp Ngư bị chấn kinh quá nhiều lần, trước mắt cơ hồ đều có chút thói quen. Cô nhìn tờ giấy đỏ tươi trên tay, còn có đôi bông tai lấp lánh, trong lòng một bên khiếp sợ bộ dáng tiền tệ nơi này, một bên khiếp sợ sao có thể có trang sức tinh xảo chói mắt như thế. Trang sức xinh đẹp chói mắt như vậy tuyệt đối là hơn 10 văn tiền mua không được. Nếu cô thật sự lấy, thiệt thòi lương tâm. Tỷ tỷ, không nhẩm, có thể, muốn. Diệp Ngư nào dám nhận, cầm tiền và kim cương nhét về. ai ngờ tan kỳ giống như đã sớm dự đoán được nàng sẽ trả lại, cầm lấy mấy con cua xanh xoay người bỏ chạy. tiểu ngư nhi, những này cua xanh giá trị cái giá này. sắp lên thủy triều, ta đi trước đây, nhớ kỹ đi hải hồng bệnh viện tìm ta. tan kỳ chạy rất nhanh, dịp ngư căn bản là đuổi không kịp. huống chi nàng còn nghĩ thầm tìm được đường trở về, cho nên lúc đuổi không thấy bóng người liền buông tha, quay đầu lại vào trong rừng rừng rậm này hoàn toàn không giống với rừng rậm trên đảo Bảo Sơn, nơi này có rất nhiều người bước ra đường nhỏ, cỏ dại cũng không cao như vậy, cây cối cũng giống như có người chăm sóc, có mặt trên còn làm ký hiệu. Diệp Ngư dựa vào mơ hồ hồ trí nhớ, còn có trong lòng kia mạc danh kỳ diệu dẫn dắt tìm một khắc đồng hồ sau rốt cục tại một chỗ vách đá trước tìm được hư hư thực thực đường về nhà. Trên vách đá kia mơ hồ có quan hoa lưu động, thần bí lại quỷ dị nếu là bình thường nhìn thấy như vậy quái dị đồ vật diệp ngư khẳng định quay đầu bỏ chạy nhưng trước mắt chính mình muốn về nhà cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở kia quái vật trên rầm rầm là tiếng cô khẩn trương nuốt nước miếng diệp ngư thử thăm dò từng chút từng chút đến gần vách đá lấy hết dũng khí mới dám đưa tay chạm vào ánh sáng trên vách đá hả không có ngăn cản tay của nàng trực tiếp đưa vào trong vách đá cảm giác bên trong chính là trống không Đối diện khẳng định chính là Bảo sơn đảo. Dịp ngư trong lòng kích động, lập tức cả người nhào tới. Như nàng sở liệu bình thường, xuyên qua vách đá nàng thật sự lại về tới bão sơn đảo trên. Nhìn có cây quen thuộc xung quanh, nỗi sợ hãi trong lòng tiểu cô nương rốt cục phóng thích ra. Thật ra cô rất sợ, rất sợ, rất sợ không bao giờ có thể về nhà nữa. Dịp ngư ngồi sổng trên mặt đất ô ô khóc một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Lúc đứng dậy muốn thuận tay lau nước mắt, giơ tay lên lại phát hiện tay áo là một mảnh màu lam nhạt. Đây là quần áo tỷ tỷ kia tặng cho nàng. Màu sắc thật sạch sẽ, thật đẹp đẽ, giống như bầu trời. Sau khi Diệp Ngư không còn lo lắng về vấn đề về nhà nữa, lúc này mới có tâm tư đi xem thứ vừa mang về từ hòn đảo kia. Bộ sim y này không thể nghi ngờ là quý giá nhất, màu sắc xinh đẹp như vậy sờ lên vừa nhẹ vừa mềm còn ấm áp, cầm về cho mẹ mặc. Mẹ mặc cái này nhất định có lợi. Để tránh bị bẩn, cũng lo lắng bị người khác nhìn thấy. Diệp Ngư trực tiếp từ trong sim y rút tay ra vài cái, gấp sim y lại rồi tìm lá nâu lớn bọc kỹ nó rồi cõng lên người. Tuy rằng nơi nàng đi không nhiều lắm, kiến thức cũng không đủ, nhưng nàng biết bộ sim y này ở chỗ này nhất định là đồ vật thập phần trân quý, nếu bị người ta nhìn thấy nhất định sẽ xấu dù sao hai mẹ con nghèo đến mức không thể bóc trần được sao có thể có bảo bối như vậy còn có tiền và trang sức màu đỏ này diệp ngư cũng cẩn thận bọc lại nhét vào trong vạt áo để bên người tiền này không dùng được trang sức cũng không lấy ra được chỉ có thể nhìn xem ngày sau có cơ hội đi trả lại cho tỷ tỷ kia hay không diệp ngư nghĩ tới đây đột nhiên ngẩn người lúc trước không phải còn đang suy nghĩ nếu có thể quay về bảo sơn đảo thì sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa sao nhanh như vậy nàng đã không bài xích, còn muốn đi tìm tỷ tỷ kia nữa. Cô sờ lên vết đỏ trên mặt, trong lòng rất rõ ràng, là bởi vì nó. Cho nên, thật sự có thể chữa khỏi sao. Hết chương này. Chương 4 Phát sâu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 buồn dịp ngư không ngây người quá lâu, một trận gió biển thổi vào trong rừng làm một đám chim bay đi, cũng đánh thức nàng. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này, trên bãi cát bên ngoài còn có cá hôm nay cô bắt. Tuy rằng trên đảo này bình thường sẽ không có người tới, nhưng chim biển lui tới trên đảo rất nhiều. Nếu như cá đều cho những con chim kia ăn thì quá tệ. Nghĩ đến đây dịp ngư cũng không để ý gì khác, ông Sim y liền nhanh chóng chạy về phía bờ cát. Từ lúc nàng bất ngờ rơi xuống một địa phương khác đến bây giờ đoán chừng cũng đã qua gần nửa canh giờ, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nàng một hơi chạy đến trên bờ cát trước tiên đi xem thùng cá. Cũng may cũng may, cá trong thùng còn sống rất tốt, một con cũng không thiếu. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn thùng ốc biển, bên trong lại thiếu hơn phân nữa. Dịp ngư đến, ít nhất chạy mất sáu con ốc biển, cũng chính là thiếu không nhiều lắm mười văn tiền. Mười văn tiền, thật làm cho người ta đau lòng. Cô đặt đồ xuống đất, lập tức tìm kiếm xung quanh ốc biển di chuyển không quá nhanh, nếu may mắn còn có thể tìm về mấy con. Trên một bãi cát thật dài, cô nương nho nhỏ tỉ mỉ tìm hồi lâu, thật đúng là bảo nàng tìm về hai con. Những thứ khác không biết có phải vào biển hay không, hẳn là thật sự tìm không trở lại. Dịp ngư cũng không chết cắn, có thể tìm về hai con cũng không tệ. Thư dịp bây giờ còn chưa bắt đầu thủy triều lên, nàng phải nhanh chóng đi tìm chút hải vật có thể bán lấy tiền. Chỉ chớp mắt một canh giờ trôi qua, hai thùng nàng mang đến cơ hồ đã đầy. Thủy triều cũng sắp bắt đầu dâng lên. Lúc này nàng mới rảnh rỗi ăn chút gì đó trấn an cái bụng đang kêu ung ục. Bánh lương khô trộn lẫn một ít bã lúa mạch ở bên trong, gặm một ngụm phải uống một nắm nước mới có thể thuận lợi nuốt vào trong bụng. Không phải đặc biệt khó ăn, chỉ là có chút khó nuốt, cộng thêm lúc ngồi sổng trong nhà xí rất là khó khăn. Diệp Ngư vừa gặm bánh bột ngô vừa hoài niệm cháo cha để lại cho nàng vào ngày Tết trước kia, một chén trắng bóng phải gọi là một chén thơm ngọt bôi trơn đáng tiếc gạo quá đắt muốn tám văn tiền một cân nàng thật sự luyến tiếc cũng mua không nổi chỉ có thể mua chút lương khô về nhà hy vọng năm nay có thể kiếm nhiều tiền một chút như vậy đến lễ mừng năm mới có thể mua chút gạo về cho mẹ ăn dịp ngư chậm rãi ăn bánh bột ngô lại ở trên đảo tìm chút rau dại buộc ở trên lưng lúc này mới xách thùng trở lại chỗ mình đặt bè gỗ Trước kia nàng đi biển xong đều là trực tiếp đem cá cua tươi mới đưa đến phụ cận bến tàu thượng bán đi, nhưng là hôm nay trên người nàng nhiều kiện bảo bối, nàng không thể mang theo đi nhiều người địa phương mạo hiểm, cho nên vẫn là quyết định trước về nhà một chuyến đem sim y giao cho A Nương bảo quản lại đi mua cá cua. Trên đường trở về vừa vặn thuận buồm xuôi gió, điều này làm cho nàng thoải mái không ít, cơ hồ không phí thể lực gì đã đến nhà. Từ thị đang ngồi bên ngoài lều cỏ đang dậy rơm liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ nhi, còn có hai cái thùng đầy ấp bên cạnh nàng hôm nay nữ nhi trở về đặc biệt sớm trong thùng cũng đầy điều này làm cho nàng có chút lo lắng ngư nhi những con cá này làm sao vậy không bán được sao dịp ngư lắc đầu liên tục cô chỉ dựa vào bờ nhưng không lấy thùng lên bờ a à, lan nương ta còn chưa có đi bến tàu chỉ có tứ vâng trở về thả đồ hôm nay nàng trải qua quá mức kỳ lạ trong chốc lát cũng nói không rõ. Diệp Ngư không có ý định nói cho mẹ ngay bây giờ, chỉ nói là đồ vật vô cùng quan trọng chờ trở về sẽ nói tỉ mỉ, sau đó đem sim y dấu vào dưới tấm ván gỗ của lều cỏ, liền một lần nữa chèo bè gỗ rời đi. Từ thị rất nghe lời nữ nhi, cũng không truy vấn. Tính tình của nàng có chút mềm nhũng, sau khi mất đi trường phu nhi tự chính mình không cách nào chống đỡ nổi cái nhà này, đều là dựa vào nữ nhi, cho nên nàng sẽ theo bản năng dựa vào người làm gia đình mới trong nhà này diệp ngư tuy rằng có đôi khi sẽ cảm thấy tính tình mẹ mềm yếu không tốt lắm nhưng so sánh với nhiều thím trong thôn lại cảm thấy tính tình này cũng không tệ ít nhất mẹ là thật đau lòng yêu nàng cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng lại càng không đánh đánh mắng chửi búp bê trong thôn mẹ tốt như vậy rất hâm mộ nếu thân thể mẹ có thể dưỡng tốt vậy thì càng tốt tiểu nha đầu một lòng kiếm thật nhiều tiền ra sức chèo bè gỗ ra ngoài bến lũng dụ bến tàu lũng dụ có thể xem như địa phương phồn hoa náo nhiệt nhất toàn bộ huyện thành của các nàng thường xuyên có thương thuyền qua đường dừng lại tiếp tế nơi này thuyền nhiều người cũng nhiều ra biển trở về lên đường dở hàng bến tàu người đến người đi phi thường náo nhiệt cá tôm cua mà ngư dân đánh bắt được hầu hết đều giao dịch ở đây vị trí trung tâm dịp ngư một tiểu nha đầu không có bối cảnh đương nhiên là chen không vào được nàng có quầy hàng nho nhỏ cố định của mình chen thì chen một chút đối với nàng mà nói vừa vặn hôm nay vận khí cũng không tệ vừa dọn xong thùng nước thì có một phụ nhân trẻ tuổi tới mua cá hai tên tiểu bạch này đã không còn tinh thần nữa bộ dáng sắp chết rồi bước đầu tiên mua hàng ghét bỏ trước là được rồi sau đó mới ép giá dịp ngư bán rất nhiều lần thập phần hiểu rõ tâm tình của những người mua này nàng lập tức ngây ngô cười cười, đem hai cái tiểu bạch mà người nội nhìn trúng chọc chọc. tiểu ngư nhi lười biến lập tức vẫy vẫy đuôi bơi tới bơi lui trong thùng. đại tỷ, chị xem, cá vẫn khỏe. diệp ngư rất biết lợi dụng hình tượng gầy yếu của mình để chiếm được lòng thương tiếc của khách nhân, nàng lắp bắp vừa nói xong, phụ nhân liền không soi mói gì nữa, thống khoái cân cá liền mang theo hai con chim trắng nhỏ kia đi. con cá này ở bến tàu tất cả mọi người bán ba mươi đồng một cân nàng cũng cùng những ngư dân khác đồng dạng bán, cho tới bây giờ không có giá cao lừa gạt hơn người, kiếm đều là lương tâm tiền. Hai cái tiểu bạch chi dùng cách vách đại gia xưng ra là tám lượng, một chút thu nhập 24 văn tiền. Cái đầu này mở rất tốt, rất nhanh lại có khách nhân lục tục đứng ở trước quán nhỏ của nàng. Ốc hải hào là trước hết bán hết, tổng cộng bán 20 văn, còn lại cá cu cộng lại bán có 44 văn may mắn bận rộn mấy canh giờ thu hoạch vẫn là phi thường khả quan những đồng xu này nằm ở trong túi tiền của nàng đinh đinh đương đương nghe liền cảm thấy cuộc sống này có hy vọng dịp ngư cũng cao hứng một lát tiền còn chưa kịp ủ ấm lại cầm ra ngoài dịp nha đầu mẹ con đã lâu không đến tái khám lúc này uống thuốc xong không thể kéo dài nữa thân thể của nàng cũng không biết là chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu lão phu ở đây kê đơn thuốc cũng không tốt nhất định phải gọi nàng đến tái khám được được. Lần sau nhất định sẽ đến. Dịp Ngư trả 54 văn tiền bốc thuốc, trong túi thoáng cái trống không hơn phân nữa. Tâm tình vừa rồi còn kích động hưng phấn cũng dần dần nguội lạnh. Một bên lo lắng cho thân thể của mẹ, một bên cũng lo lắng số tiền còn lại nên an bài như thế nào. Người nghèo thật sự là uống không nổi thuốc A. À. Vào một chuyến tiệm thuốc nàng hiện tại trên người ngoại trừ có bán cá cua còn dư lại 34 văn, còn có trong nhà cuối cùng năm văn tiền, tự điểm ấy đồng tiền, mua khẩu phần ăn, còn phải trả phúc hoa thẩm tiền, về đến nhà chỉ sợ lại là một chút xíu không thừa. Tiếp tục như vậy không được, trong nhà căn bản là không tiết kiệm nổi tiền. Diệp Ngư nắm chặt túi tiền, tâm sự nặng nề đi vào đường phố bán lương thực. Hết chương này. Chương 5 Khó nghe ngoại hiệu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 5 biệt danh khó nghe ba văn tiền một cân ngô lúc này nàng mua năm cân cao lương cùng đậu tử cân một cân còn lại mười ba văn tiền nàng không động nữa dự định trước trả lại cho thím phúc hoa trong đầu đều là đồng tiền lương thực tiểu cô nương mãi cho đến gần nhà mới lại nhớ tới hôm nay một phen thần kỳ trải qua bất quá nàng vẫn là không rảnh cùng a nương nói tỉ mỉ bởi vì trong nhà nước sạch đã thấy đấy nàng đến trong thôn đi vận nước trở về nhà mình hiện tại đặt chân hòn đảo đơn độc địa phương không lớn cũng may có một gò núi nhỏ có thể chắn gió dựa vào bình thường cũng có thể làm chút củi lửa rau dại gì đó duy nhất không tốt chính là không có nước sạch muốn ăn uống phải về thôn làm dịp ngư cũng không ngại phiền toái chỉ là phiền chán mỗi lần về thôn đều gặp phải một hai người đáng ghét luôn nói những lời khó hiểu khiến người ta cả ngày đều không có tâm tình tốt nàng một mình cúi đầu rửa sạch thùng nước đang chuẩn bị cởi dây thừng trên bè gỗ thì thấy mẹ đuổi theo ngư nhi a à, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của mẹ, trong lòng Diệp Ngư đã hiểu được vài phần. Ước chừng lại là muốn cho mình đi xem bà nội. Một chữ hiếu đặt ở trên đầu, cho dù bị trưởng bối nhục mạ xua đuổi cũng như cũ không thể thoát khỏi nó. Hôm nay cha không thấy bóng dáng, bà nội tuổi lại lớn, ý nghĩ này của mẹ nói ra cũng không quá phận, nhưng Diệp Ngư chính là không có biện pháp dứt khoát đáp ứng. Nàng đại khái là một ngoại tộc, bởi vì nàng đối với gia nải căn bản không sinh ra hiếu tâm gì. Bất quá vì không muốn cho mẹ khổ sở, nàng vẫn gật gật đầu. Ta sẽ, nhìn xem. Ở ngoài hàng rào len lén liếc mắt một cái cũng là nhìn, dù sao mẹ không biết. Dịp ngư mang theo thùng nước trong nhà lão đảo chèo nước chậm rãi tới gần thôn. Lúc này mặt trời đã sắp lặn, thôn dân ra ngoài đánh cá cũng đều lục tục về nhà, trên bờ các cô gặp phải vài đợt người. Bất quá những thúc thúc bá bá kia đối với nàng không có ác ý gì nhiều lắm chính là ngại xui xẻo theo bản năng tránh xa một chút nàng rất thức thời không đi đường lớn vào thôn mà là vòng quanh bãi cát tự rừng nâu bên thôn xuyên vào tông lâm vừa đi ra ngoài cách đó không xa chính là nhà dì thu từ nhà bà đi về phía sau một chút là có thể gặp được dòng suối nhỏ nước sạch nhà mình bình thường đều là đánh ở đó dịp ngư từ trong thùng lấy ra hai cân ngô chuẩn bị tiện đường trả lại kỳ thật ngư dân sống ở bờ biển nghèo thì nghèo nhưng đói không được cái gì. Dù sao biển rộng bảo tàng rất nhiều, mỗi ngày thủy triều xuống thủy triều lên liền có thể mang đến rất nhiều hải vật, chỉ cần không phải đặc biệt lười, cuộc sống đều có thể trôi qua. Nếu không là bởi vì thời gian trước bão, nhà mình cũng sẽ không cạn lương thực chống đỡ không nổi. Lúc trước tìm thu di mượn chính là một cân rưỡi ngô, mình còn nguyên hai cân, mẹ chồng nàng hẳn là cũng không có gì để nói. Diệp ngư đến gần trước cửa đang muốn vỗ, đột nhiên chợt nghe bên trong truyền đến một trận tiếng quát mắng chói tai không phải là bảo ngươi thuận tay cho như nương giặt quần áo ngươi đó là cái thái độ gì có ngươi như vậy làm chị dâu mỗi ngày ở nhà ăn cơm trắng còn không đẻ trứng cũng chính là nhà của ta có thể nhẫn ngươi lời này nghe chói tai diệp ngư không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cửa đi vào thu di nghe được tiếng diệp ngư liên thu ngơ ngác ngồi giặt quần áo lập tức ngẩng đầu lên cô nhìn qua còn tốt bị mắng nửa ngày cũng không đau không ngứa ngay cả vòng mắt cũng không đỏ tiểu ngư sao ngươi lại tới đây liên thu vừa hỏi xong đã bị mẹ chồng đẩy mạnh từ phía sau mắt mù a à, người ta đương nhiên là tới trả lương thực thạch thì thối mặt một phen đoạt lấy bao tải trong tay dịp ngư lắc lắc trọng lượng sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút bất quá nói chuyện vẫn rất không khách khí dịp nha đầu sau này không có việc gì thì đừng đến nhà ta lương thực nhà ai cũng không phải gió lớn thổi tới nói mượn là mượn ai biết sau này còn không trả liên thu tức giận muốn cãi lại ngay tại chỗ lại bảo diệp ngư dừng tay trấn an thạch thị làm người như thế nào các nàng đều hiểu càng kéo nàng càng hăng hái căn bản không có đạo lý để nói hơn nữa dì thu là con dâu trời sinh không chiếm thượng phong cãi nhau người ta cũng chỉ biết nói gì ấy bất kính mẹ chồng thu di trời sắp tối rồi con còn phải đi múc nước được, ta đi với ngươi. Liên Thu nhìn Diệp Ngư lớn lên, rất thương cô. Nghĩ đến tiểu cô nương muốn tự mình mang theo hai thùng nước nặng nề đi bờ biển nàng liền rất đau lòng, cũng mặc kệ sim y trong sân, trực tiếp lôi kéo Diệp Ngư liền đi, thạch thì tức giận kéo giọng mắng nửa ngày. Diệp Ngư cắn cắn môi, có chút lo lắng gì Thu lát nữa về nhà sẽ bị bắt nạt, thùng trong tay thế nào cũng không chịu đưa cho gì. Nhà đầu này, sợ cái gì? Liên Thu nở nụ cười, nhỏ giọng nói. Con yên tâm đi, chú thạch đầu của con sắp về rồi, có chú ấy ở đây mẹ chồng ta nhiều lắm cũng lẩm bẩm vài câu không dám mắng ta. Mau đưa thùng cho ta, ta giúp con sách, con cũng có thể về sớm một chút. Diệp Ngư không lây chuyển được nàng, đành phải buông thùng ra, hai người cùng đi suối nhỏ múc nước. Dọc theo đường đi liên thu tỉ mỉ hỏi thăm cuộc sống của hai mẹ con trên đảo, nghe được Diệp Ngư hiện tại cũng có thể tự mình kiếm tiền thuốc của mẹ nàng, trong lòng thật sự là cảm khái muôn vạn. Nàng không có gì để nói, chỉ là sờ sờ đầu tiểu cô nương khen nàng thật sự là có khả năng. Đúng rồi, không phải em còn muốn trả tiền cho chị Phúc Hoa sao, anh mang nước qua cho em, em đi trả tiền trước đi. Diệp Ngư gật gật đầu, xoay người chạy đến nhà thím Phúc Hoa cách đó không xa, trả trước 10 văn tiền. Một tiền bạc cũng chính là 100 văn, trả hết 10 văn tiền cũng không tính là ít đối với cuộc sống khốn khổ hai mẹ con tới nói đây chính là một khoản tiền không nhỏ. Phúc Hoa rất là dứt khoát thu tiền, con cường ngạnh mời Diệp Ngư qua một thời gian tới uống rượu mừng của con trai. Diệp Ngư ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại không định tới. Thiếm Phúc Hoa không chê mình, không có nghĩa là người khác cũng không chê. Nhất là làm việc vui, phần lớn mọi người đều kiên kỵ nàng. Không cần phải có những ngày tốt đẹp đến nhà chê bai. Sau khi từ nhà thím Phúc Hoa đi ra, Diệp Ngư trẻ phải đến nhà ông bà, không đúng, hiện tại hẳn là đã thành nhà bác cả rồi. Bà nội của nàng tổng cộng sinh ba trai một gái, tiểu thúc ở trên trấn làm con rể tới cửa, trong thôn chỉ còn lại cha cùng đại bá nhà mình hai đứa con trai này. Hiện tại cha cùng ca ca mất tích, hai lão nhân ngày sau chỉ có thể dựa vào con trai lớn dưỡng lão, phòng ở tự nhiên cũng thành đại bá. Diệp Ngư không đến gần, bởi vì nàng từ xa đã nhìn thấy A Nãi mang theo tiểu bảo nhà bác cả ở trước phòng nói chuyện với người khác. A Nương thật sự là lo lắng nhiều, A Nãi xem ra sống rất tốt. Cô cùng hàng xóm vừa nói vừa cười đàm luận chuyện vặt trong nhà gần đây, đối với tiểu bảo lại càng vô cùng yêu thương. Trong trí nhớ hung A Nãi chanh chua kia phản phất là một người khác. Này! Tảo bả tin, cậu giấu ở đây làm gì? Thân thể dịp ngư cứng đờ, rất nhanh lại thả lỏng cô không để ý đến chị họ phía sau, xoay người rời đi. Chẳng qua là chị họ, sợ chị ấy làm gì. Diệp Tuệ thấy cô như vậy, chợt cảm thấy hết sức không có mặt, liên tiếp gọi vài tiếng tảo bả tinh. Không chỉ gọi cô là tảo bả tinh, còn gọi cô là sự bát quái các loại ngoại hiệu khó nghe. Diệp Ngư bỏ lại những âm thanh đó sau tai chạy như bay. Mặc dù cô rất muốn lớn tiếng mắng lại, nhưng miệng lưỡi cô bất lợi, âm ý cũng âm ý không nổi miễn cưỡng mở miệng tranh luận sẽ chỉ có vẻ như cô nói lắp. Lúc này trong đầu nàng lại nghĩ tới lời của tỷ tỷ xinh đẹp kia. Giống như chỉ dùng biện pháp rất đơn giản là có thể chữa khỏi miệng tật của mình. Trong đầu Diệp Ngư đột nhiên toát ra một ý nghĩ rất điên cuồng. Ngày mai, nếu không thử vào trong rừng kia một lần nữa. Hết chương này. Chương 6 Thế giới khác nhau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 thế giới khác nhau tiểu ngư ngớ ngẩn cái gì trời sắp tối rồi cậu phải nhanh chóng trở về liên thu nhẹ nhàng đẩy cô bé xuống quay đầu giúp tháo dây thừng cố định bè gỗ hai thùng chứa đầy nước nàng đã đặt ở trên bè gỗ lúc này sóng nhỏ nước cũng không thế nào rải ra mau trở về đi nếu không mẹ con sẽ lo lắng con à có khó khăn gì thì tới tìm gì thu nói đừng cứng rắn chịu đựng trên đảo biết không ư ừ, ư ừ dịp ngư ngoan ngoãn gật đầu đồng ý sau đó cẩn thận chèo bè gỗ nhỏ của mình chậm rãi trở lại trên đảo trên đường gặp phải sóng biển sốc nảy vẫy một ít nước ra bất quá có hai thùng ăn uống là đủ dùng chờ nàng đem nước nhấc lên trong lều cỏ lại thu thập tốt chính mình trời đã chậm rãi tối xuống bình thường vì tiết kiệm tiền hai mẹ con buổi tối cơ hồ đều không đốt đèn phải dựa vào ánh lửa nấu nước đem cơm tối ăn xong sau đó rửa mặt đi ngủ hôm nay tương đối đặc biệt diệp ngư cơm nước xong đã sớm tắt lửa sau đó lấy ngọn đèn dầu duy nhất trong nhà ra thắp sáng từ thị có chút sững sờ ngư nhi thắp đèn làm gì a à, lan nương xem bảo bối bảo bối diệp ngư nói đương nhiên chính là bộ sim y hôm nay kỳ ngộ có được nàng cẩn thận đóng kỹ cửa lều cỏ lại lấy ghế cỏ để nó lại tiếp theo mới đi xuống ván giường lấy sim y đi ra a à, lan nương ngươi xem. Nàng đem lá nâu bọc ở bên ngoài kéo xuống, cầm lấy sim y liền phủ lên người mẹ nàng. Từ thị cũng không nhìn kỹ cũng cảm giác được một trận ấm áp đã lâu không thấy từ trên lưng bắt đầu lan tràn, phản phất trong nháy mắt vào xuân, khiến nàng khiếp sợ vô cùng. Đây là quần áo gì? Màu sắc xinh đẹp như thế, còn nhẹ nhàng như thế, mấu chốt nhất chính là mặc nó vào giống như mùa xuân không còn hàng ý nữa. Từ thị vừa sợ vừa sợ, nói chuyện đều cà lâm. Ngư nhi. Cái này, cái này, sim y này, là từ đâu tới? Nàng cũng không có hoài nghi là nữ nhi trọng tới, chỉ là cảm thấy sim y như vậy căn bản không phải là sim y bách tính tóc húi của nhà mình có thể mặc, lai lịch khẳng định không nhỏ, nói không chừng sẽ gây họa. Sợ mình làm bẩn sim y, từ thị vừa cởi vừa hỏi lại một lần. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, Diệp Ngư cũng không có ý định gạt mẹ, vì thế cùng mẹ lắp bắp nói lên kỳ ngộ của mình hôm nay. Từ lúc nàng bị thương chạy vào rừng nói lên, vừa mới mở đầu đã bị cắt đứt. Tay anh bị thương. Mau cho tôi xem một chút. Từ thì lúc này một chút cũng không muốn nghe kỳ ngộ gì, chỉ muốn nhìn xem vết thương trên tay nữ nhi. Diệp Ngư có chút bất đắc dĩ, lúc trước vì không muốn cho mẹ lo lắng, nàng đều là cố ý đem vết thương trên tay giấu đi không cho mẹ nhìn thấy, không nghĩ tới lúc này lại lộ tẩy để tránh cho mẹ lại đau lòng rơi nước mắt khó chịu, nàng cắn răng một cái từ trong ngực móc ra đinh hương hình ngôi sao kia. Trong lều có lờ mờ phản phất chợt rơi vào một đám tinh quang, ngôi sao nho nhỏ kia dưới ánh đèn lung lay sáng lấp lánh, quả thực chói mắt. Trái tim Từ thị đập thình thịch, từ khi nàng nhớ lại nàng chưa từng thấy thứ gì lấp lánh như thế, ngay cả ngôi sao trên trời cũng không lấp lánh như vậy. Ngư Nhi, nàng đột nhiên có chút nói không ra lời hai thứ trước mắt này đã vượt xa nhận thức của nàng. A à Lan, nương, ngươi yên tâm, đồ tứ là người khác tặng. Diệp Ngư lôi kéo mẹ một bên cho nàng nhìn kỹ sim y một bên chậm rãi đem chuyện mình làm sao ở trong rừng gặp được tỷ tỷ tốt bụng kia nói rõ ràng. Tuy rằng nàng rất nhiều chữ đều nói không rõ ràng, nhưng rốt cuộc là mẹ con, từ thị đã thành thói quen, nghe một chút chướng ngại cũng không có. Nghe được kỳ ngộ của nữ nhi nàng là khiếp sợ, khiếp sợ qua đi lại đau lòng nữ nhi một mình bàn hoàng bất lực ở địa phương xa lạ kia. Về phần chuyện này thật giả, nàng thật đúng là không có hoài nghi qua. Nữ nhi là một tay nàng nuôi lớn, nàng biết nữ nhi nhà mình tuyệt đối sẽ không bị chuyện xưa để lừa gạt chính mình. Từ thị chăm chú lắng nghe, không bao lâu sau đột nhiên nghe được nữ nhi nói cô nương tốt bụng kia lại nói có biện pháp chữa khỏi khẩu tật thậm chí ngay cả vết ban đỏ trên mặt cũng có biện pháp, nhất thời kích động lên. Ngươi ngày mai, ngày mai lại đi Bảo Sơn đảo thử xem, xem có thể hay không lại tìm được cái kia hảo tâm cô nương. Tiếc núi lớn nhất trong đời Từ thị chính là không thể cho nữ nhi một thân thể khỏe mạnh, không thể cho nàng một bộ dung mạo bình thường, thế cho nên nhiều năm như vậy làm cho nàng nhận hết trào phúng cùng kỳ thị. Mặc kệ cô gái tốt bụng kia nói thật hay giả, chỉ cần có hy vọng bà đều muốn cho con gái đi thử một lần. Hơn nữa có thể lấy ra sim y thần kỳ như vậy, còn có trang sức tinh xảo như vậy, nghĩ đến nhất định là tiểu thư nhà giàu. Người như vậy làm sao có thể lừa gạt dân nghèo như nhà mình. Từ thì rất là kích động, hai má kích động đều có chút không bình thường phím hồng. Diệp Ngư một bên trấn an mẹ, một bên đem ý nghĩ của mình nói cho nàng biết. Ngày mai khẳng định vẫn phải đuổi biển trước, đuổi biển xong lại đi thử thời vận. Nếu như còn có thể trở lại trên hòn đảo kia, mình liền đi tìm tỷ tỷ tốt bụng kia trả lại hai ngôi sao nhỏ này cho nàng. Thuận tiện hỏi thăm một chút trị liệu khẩu tật cần bao nhiêu tiền bạc. Nếu là tiền không thấy, vậy nàng cũng sẽ không ở trên đảo nhiều lưu lại, dù sao còn có cá cu chờ muốn cầm đi bán. Từ thì căng thẳng, yên lặng cầu nguyện nữ nhi còn có thể có vận khí tốt như hôm nay. Hai mẹ con đốt đèn lại nói chuyện riêng một lát, cuối cùng mắt nhìn dầu đèn thiếu một nửa mới đau lòng thu hồi ánh mắt từ trên sim xin y xinh đẹp dịp ngư thổi tắt đèn đem bộ y phục bảo bối kia đắp lên người mẹ từ khi bị đuổi ra ngoài đây là lần đầu tiên từ thị ngủ trong chăn ấm áp như vậy cô ông con gái vào lòng hai mẹ con dựa sát vào nhau bọc một lớp chăn mỏng bên ngoài chiếc áo lông kia ngủ vô cùng ngọt ngào bên này hai mẹ con đã sớm ngủ bên kia thời không lại chính là thời điểm phụng hoa náo nhiệt trong nhà tan kỳ vừa mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối kỳ kỳ em trai em đâu không phải nói sắp về đến nhà rồi sao sau gần một tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì a minh nói kẹt xe đại khái còn nửa tiếng nữa là về đến nhà tan kỳ cầm điện thoại di động lật đến giao diện trò chuyện của mình và em trai cho mẹ xem nửa giờ rất nhanh mẹ chúng ta đem con cua này làm trước đi vừa lúc nó trở về là có thể ăn tan mẫu mím môi cười một tay đẩy con gái ra khỏi phòng bếp đi đi ta còn cần ngươi an bài Nhà đầu này, không phải muốn cho đệ đệ ăn, rõ ràng chính là mình thèm ăn. Cả buổi chiều không biết nhìn vào phòng bếp bao nhiêu lần. Nhắc tới cũng là lạ, hôm nay nha đầu này mang về cua thật lớn. Chợ từ khi nào mà có cua xanh ngon như vậy? Tang mẫu sách theo con cua thật to kia, trong lòng tính toán con trai và con gái đều thích ăn thịt cua hầm, một con tháo xuống là đủ rồi, lại lấy một con hấp nếm thử mùi vị. Còn lại, nếu mùi vị không tệ, ngày mai mang đến cho mẹ già nếm thử. Sau khi phân phối tốt trong lòng, tan mẫu liền lấy ra một con cua xanh lớn nhất rửa sạch. Càng đánh trong lòng lại càng ngạc nhiên. Vỏ cua này bóng loáng, kìm cua vừa nhìn thịt bên trong cũng rất no đủ, chân cua cũng thập phần tinh thần, dây thừng đều phải giải ra. Cực phẩm đây. Hết chương này. Chương 7. Gặp lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 gặp lại tan mẫu có một tay trù nghệ rất giỏi, bà làm thịt cua hầm cũng luôn cực kỳ được các con yêu thích. Đặc biệt là cua xanh hôm nay có chất lượng rất tốt, món ăn làm ra cũng càng thêm xuất sắc. Mùi thơm từ nhà bếp truyền đến, nước miếng của tan kỳ trong phòng khách đều chảy ra. Chờ lau bàn xong cất bát đũa, cô lập tức nhắn tin cho em trai. Mới vừa phát đi không bao lâu thì nghe thấy ngoài sân có tiếng xe dừng lại. Rất nhanh cửa lớn liền bị đẩy ra, già trẻ trong nhà rốt cục trở về nhà. Chị, chị xem chị gửi cho em bao nhiêu tin nhắn, mẹ em cũng không vội vã như vậy. Đó là bởi vì mẹ chúng ta đang nấu cơm không rảnh. tan Kỳ vừa oán hắn vừa tiến lên nhận lấy hành lý trong tay em trai. Mau đi thay quần áo ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay có cô em thích ăn Tang Minh đáp một tiếng, hứng thú không lớn lắm. Lúc này anh đi tham gia hôn lễ của bạn tốt, ở đó ăn cua ruộng lúa thật sự kinh ngạc nghe nói nơi nuôi cua ruộng lúa kia đã sử dụng kỹ thuật chống ô nhiễm mới nhất, chất lượng nước có thể so với 20 năm trước. Đương nhiên nói như vậy có thể là có chút khoa trương, nhưng cua ruộng lúa kia quả thật mỹ vị vô cùng. Cua cái phủ đầy một cái, gạch cua được dày mềm lại dính răng. Hương vị tươi ngon và ngọt ngào hơn tất cả các loại cua đồng mà anh đã từng ăn trước đây. Ăn xong cực phẩm như vậy lại muốn cua xanh thường ăn trong nhà, luôn cảm thấy thiếu chút tư vị. Kiki, sang phòng bên cạnh gọi ba con về, ăn cơm thôi được rồi. Tang Kỳ đáp một tiếng chạy ra cửa, rất nhanh đã kéo cha từ trên bàn bài nhà bác cả trở về. Gần sang năm mới thật vất vả mới trở về một lần, lão Tang cũng khó có được cùng các huynh đệ sờ bài, lúc đi lưu luyến nói thẳng mình còn không đói bụng. Bất quá vừa về đến nhà thấy đồ ăn vợ làm trên bàn lập tức lại thay đổi khẩu vị. Ai nhà đánh bài nửa ngày, bụng kêu ung ục. Lão bà thật lợi hại, làm nhiều đồ ăn ngon như vậy di cua xanh ở đâu ra lớn như vậy lão tan nhìn con cua hấp xong rất tò mò dù sao đồ ăn trong nhà đều là hắn mua hắn nhớ rõ ràng ở chợ nhìn thấy những con cua lớn nhất cũng không lớn bằng con cua trước mắt này hơn nữa cua hôm nay nhìn chất lượng không tốt lắm hắn cũng không mua đây là tôi mua về tan kỳ một bên xới cơm cho ba mẹ một bên đơn giản nói về tiểu tử đáng thương mà mình gặp trên đảo. Tiểu ngư nhi rất lợi hại, con thấy trong sọc của nó còn có vài con cua lớn, nhưng trên người con không có tiền mặt đành phải quên đi. Mẹ mau nếm thử đi, con cua này thế nào, ăn ngon ngày mai con lên đảo tìm nó. Tan mẫu gật đầu, tháo ra một cái kìm cua hấp nếm thử mùi vị trước. Kìm cua cứng trắng trước khi hấp đã lấy lưng dao vỗ qua, vỏ đã sớm nứt ra khe hở, chỉ cần một chút khí lực là có thể lột ra. Thịt cua trắng như tuyết bốc hơi nóng bị lột ra, một khối lớn cư nhiên chỉ nhỏ hơn kiềm cua một chút. Thịt cua đầy đặn như thế thật sự đã rất hiếm thấy. Tang Mẫu cũng là một người yêu cua, vội vàng cắn miếng lớn nếm thử một miếng. Hửng. Mùi vị này khiến cô lập tức nhớ lại khi còn bé. Khi đó quê nhà còn chưa ô nhiễm nghiêm trọng như bây giờ, hải sản đuổi biển Bắc về hương vị vừa tươi vừa ngọt, tự như con cua xanh trước mắt này, không thịt cua xanh trước mắt này so với mình khi còn bé ăn càng thêm tươi ngọt hoàn mỹ. Lúc này cô cũng có chút hối hận vì đã lấy cua xanh làm thịt cua hầm, như vậy hải sản cực phẩm vẫn phải hấp mới có thể chân chính thưởng thức ra mùi vị. Thế nào thế nào? Ăn ngon không? Tan mẫu gật đầu, trực tiếp nhét nửa cái kiềm cua còn lại vào miệng con gái. Kỳ kỳ, con cua này tổng cộng tốn 1 tám thật sự là chúng ta chiếm tiện nghi ngày mai nhớ đi bổ sung cho tiểu cô nương kia cua xanh cực phẩm như vậy thả trên thị trường ba năm trăm cũng có thể bán tiểu cô nương kia mới bán hai trăm rất chịu thiệt tan kỳ vốn còn không rõ là có ý gì thẳng đến khi thịt cua trong miệng nếm ra mùi vị mới trừng to mắt phản ứng kịp quả thật tiểu ngư nhi bán cho mình món cua xanh này mùi vị quả thực tươi đến mức muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi ngày mai nhất định phải lên đảo tìm nàng mua cho nàng chút quần áo rồi đem giá chênh lệch bổ sung cho nàng một nhà ba người bị cua xanh cực phẩm này câu côn trùng tham ăn cũng không đợi già trẻ thu dọn xong đi ra cũng đã ăn chờ tang minh tắm rửa xong thay xong quần áo đi ra cua xanh hấp trên bàn chỉ còn lại có mấy cái chân và vỏ thịt cua hầm ngược lại còn đầy ấp nhưng liếc mắt một cái đều là chân gà khoai tây cùng đồ ăn cua thì không nhìn thấy gì khụ tang mẫu đỏ mặt khó có được món cua xanh ngon như vậy nhất thời quên mất con trai. Amin à, mau tới đây, mẹ để lại cua cho con đó. Tang Minh nhìn mẹ mình vất vả lắm mới lấy ra được miếng thịt cua, nhất thời vui vẻ. Mặc dù hiện tại hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là cua ruộng lúa, nhưng hắn nhìn thấy bộ dáng cha cùng tỷ tỷ trong mông nhìn chén của hắn liền cảm thấy vui vẻ, nhất là sau khi nhìn thấy biểu tình tiếc nuối của hai người sau khi mình ăn thịt cua, thật sự là rất đáng yêu. gì mùi cua xanh này tang minh múc nước canh trên thịt cua nghiêm túc thưởng thức một lần quá tươi không nghĩ tới cua xanh trong nhà cư nhiên cũng có thể có thịt như vậy thủy vực duyên hải mấy năm nay ô nhiễm nghiêm trọng cua xanh cũng một năm không ngon bằng một năm đối với người đầu lưỡi soi mói như hắn mà nói thật sự là rất khó chịu thật sự là không nghĩ tới lúc này cư nhiên ăn được đồ tốt mẹ con cua này mua ở đâu còn nữa không Tan mẫu theo bản năng nhìn phòng bếp đáp. Có thì có, chuẩn bị ngày mai mang đi tặng người. Còn có năm con vốn là dự định đều tặng, hiện tại nàng hối hận quyết định chỉ tặng ba con, trong nhà lại lưu hai con ngày mai ăn đi. Nghe được ý định của nàng, cả nhà lúc ấy đều đồng ý. Kết quả Hai giờ sau, cả nhà một bên xem tivi, một bên vui vẻ lại ăn hai con cua xanh hấp. Tan kỳ ăn uống no đủ lười biến tựa vào sofa một bên nghe người nhà nói chuyện phím, một bên nghĩ ngày mai phải mua nhiều quần áo cho tiểu ngư nhi, lại tìm nạn mua nhiều cua một chút trở về. Thừa dịp người trong nhà còn ở nhà, cùng nhau ăn no. Bằng không chờ thêm vài ngày nữa cha mẹ đều đi rồi, muốn ăn một miếng cua xanh tươi cũng không dễ dàng. Tan gia đêm nay bởi vì mấy con cua xanh thật to kia mà có ấn tượng rất sâu đối với tiểu ngư nhi trong miệng tan kỳ. Lòng trang đầy muốn tìm nàng mua chút cua xanh cực phẩm. Tiểu ngư nhi bị bọn họ nhớ thương giờ phút này đang núp ở dưới áo lông ấm áp ngủ thập phần thơm ngọt, khó có được không có đông lạnh tỉnh. Từ thì cũng ngủ thập phần thâm trầm, còn đã lâu mơ thấy trượng phu nhi tử, người một nhà vui vẻ sống cuộc sống gia đình tạm ổn. Buổi sáng khi tỉnh lại còn có chút phân không rõ trong mộng cùng hiện thực, thẳng đến khi nhìn thấy lều cỏ đơn sơ mới dần dần tỉnh táo lại thất vọng cùng thống khổ lại ở trong lòng lan tràn nhưng nạn đã sẽ không lại giống trước như vậy cả ngày xa vào trong thống khổ không để cho nữ nhi lo lắng từ thị thu dọn giường cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí đem bộ xiêm y bảo bối kia cất lên nhẹ nhàng cuộn lên chuẩn bị dùng lá nâu bọc lại cho nó diệp ngư bưng bữa sáng đi vào vừa lúc nhìn thấy vội vàng ngăn cô lại a à lan nương đừng nhận nhảy lên mặc vào Mùa đông bên bờ biển tuy rằng không quá lạnh, nhưng các nàng không có tiền đặt mua quần áo, mặc vẫn là quần áo mùa hè bị đuổi ra ngoài, còn có mấy bộ quần áo cũ gì thu các nàng cho. Dịp ngư bản thân không sợ lạnh, nhưng mẹ thân thể vốn là không tốt vẫn là phải mặc mới được. Từ thì không chịu, thật sự là sim y này quá gây chú ý, cho dù cách xa cũng nhất định có thể chú ý tới nó. Nơi này cách thôn rất gần, nếu bị người phát hiện vậy thì nói không rõ. Nương không sao, Sim y này chúng ta buổi tối ngủ đậy nắp là được, ban ngày không nên mặc. Dịp Ngư cũng hiểu được băn khoăn của mẹ, dứt khoát nhét sim y kia vào trong chăn, lại đẩy mẹ lên giường. Dù sao A Lan, nương, hôm nay tứ muội phải đang dậy rơm, không bằng ngồi ở đây. Có chăn che người khác không nhìn thấy. Cái này. Từ thị vốn còn muốn cự tuyệt, nhưng chân bị che trong chăn thật sự là quá thoải mái, nàng rốt cuộc vẫn nghe lời. Dịp Ngư cong mắt, trong lòng rất vui vẻ. Nàng mỗi ngày vuốt tay chân lạnh lẽo của mẹ đều rất lo lắng, hôm nay mẹ rốt cục không cần bị lạnh nữa. Thật sự là muốn hảo hảo cảm ơn tỷ tỷ kia. Nửa canh giờ sau, Diệp Ngư mang theo lương khô cùng thùng gỗ lại từ trong nhà xuất phát. Từ thị ngồi trong lều cỏ vừa xoa cỏ khô vừa không nhìn được lo lắng cho nữ nhi. Nàng ngược lại muốn đi theo nữ nhi, nhưng trong nhà bè gỗ năng lực chịu đựng có hạn, chính mình ngồi thứ khác cũng không thể thả. Như vậy tay không đi Bảo Sơn đảo một chuyến thật sự không đáng, nếu để cho nữ nhi chạy hai chuyến vậy nàng lại càng không muốn, cho nên chỉ có thể ở nhà chờ tin tức của nữ nhi. Hy vọng Ngư Nhi lần này có thể thuận lợi, tìm không thấy tiểu thư tốt bụng kia cũng không sao cả, bình an trở về là được. Dịp ngư hôm nay vận khí không tệ, trên biển không có sóng gió gì thuận lợi cực kỳ. Một canh giờ sau nàng lại đi lên Bảo Sơn đảo. Chân dẫm lên bờ cát, trái tim căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng. Nói thật ra, dọc theo đường đi chung quanh đều là nước biển sâu không lường được, trên mặt biển bao la ngay cả bóng người cũng không có, trong lòng nàng vẫn rất hoảng. Sau khi lên đảo ngồi một lúc lâu, cô mới đứng dậy đi vào rừng. Lúc này nước biển còn đang hạ thủy, nàng muốn đi trước trong rừng tìm xem hôm qua mình ngã xuống địa phương. Diệp ngư theo con đường mình tìm thảo dược từng chút từng chút mò vào, Đợi đến khi nhìn thấy tảng đá lớn quen thuộc kia nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua trải qua quá mức kỳ dị, nếu hôm nay nơi này cái gì cũng không có, trong lòng nàng cũng có chuẩn bị. Nàng thử thăm dò tiếng lên sờ soạn, bàn tay nhỏ gầy lại một lần nữa xuyên qua vách đá cảm nhận được một phương thời không khác. Chính là cảm giác này không sai. Diệp Ngư không nhịn được vui mừng nhảy nhót. Bất quá bây giờ còn không phải quá khứ thời điểm, nàng đem chung quanh cỏ dại đơn giản thanh sạch đem thạch bích toàn bộ lộ ra, sau đó mới quay đầu lại trở về bãi cát. Muốn đi cầu người làm việc đương nhiên phải mang theo đồ đi, những thứ khác không có vậy thì bắt nhiều cua xanh một chút, nàng nhìn tỷ tỷ tốt bụng hôm qua là cực kỳ thích. Dịp Ngư mang theo sọc hôm nay chuyên tìm những khe đá ngầm kia đào cua, trên đường vận khí không tệ còn nhặt được một con bạch tuột lớn. Mặt khác ốc hải hào nàng cũng tìm năm sáu cái, chuẩn bị cùng nhau đưa cho tỷ tỷ kia. Lúc này nàng chuẩn bị đầy đủ, đuổi hải thu hoạch kém không nhiều lắm sau đó liền đem hai cái thùng gỗ nhất lên một chỗ dưới bóng cây lại kéo một đống cỏ dại che ở phía trên, như vậy vừa có thể phòng ngừa cá tôm nhảy ra lại có thể ngăn cản hải điểu ăn vụng chính mình cũng không cần lo lắng. Sau khi thu hoạch xong xuôi, dịp ngư hít sâu một hơi, mang theo một sọt cua ốc biển trực tiếp đi vào trong rừng. Sờ lên khối thạch bích kia lúc mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hai bên địa thế không quá giống nhau, đột nhiên thất bại cảm giác nàng vẫn là không thể thích ứng, lão đảo vài bước mới ổn định thân hình. Là nơi này, hôm qua nàng chính là rơi vào nơi này. Diệp ngư nén hưng phấn, vừa đi ra ngoài vừa đánh dấu trên cây. Nàng không biết phải đi đâu tìm tỷ tỷ tốt bụng kia, nhưng tỷ tỷ kia đã nói gần đây đều phải tìm thảo dược trên đảo này, tìm thêm mấy chỗ thử thời vận. Nàng cho mình một canh giờ thời gian, nếu là trong vòng một canh giờ tìm không thấy người vậy nàng liền đi về trước, thừa dịp cá cu còn rất tươi mới thời điểm tranh thủ thời điểm bán đi. Tiểu cô nương rất nhanh từ trong rừng đi ra lại từ bên kia đi vào, bởi vì một mực đi dạo trong rừng ngược lại không đụng phải người nào. Có người gặp được, thấy nàng một thân keo kiệt nhiều lắm là hai mắt cũng không cùng nàng đáp lời gì. Dịp ngư cứ như vậy cúi đầu tìm non nửa canh giờ, kết quả không thu hoạch được gì. Nàng nghĩ tỷ tỷ kia có thể hay không ở bên ngoài trên bờ cát, vì vậy lại ra bên ngoài tìm kết quả lúc đi ra ngoài không biết dẫm phải thứ gì trơn trượt ngã một cái, đau là không đau chính là nắp trên sọc bị đẩy ra, một con cua xanh rơi ra. Nàng vừa nhặt lên liền nghe thấy phía trước hai người kinh hô lên. Ờ, con cua thật lớn. Hai người trang phục kỳ lạ còn che mặt nhanh chóng vây quanh dịp ngư. Tiểu muội con lợi hại nha. Con cua lớn như vậy ở đâu bắt được? Hai gì kích động không thôi là người yêu thích đuổi biển. Các dì luôn đến đuổi biển sớm nhưng chưa từng bắt được cua xanh lớn như vậy. Hai người là dân bản xứ, từ đồ ăn vặt hải sản lớn lên, liếc mắt một cái liền nhìn ra cua xanh trên tay cô bé có chất lượng tốt bao nhiêu. "Tiểu muội, con cua này có bán không? Dì có thể mua 300 đồng một cân." "Ta cũng muốn mua." "Tiểu Mùi tể ngư trong sọt còn có mấy con cua a, à, chúng ta đều muốn." Hai dì gái vây quanh Diệp Ngư trong mong muốn nhìn lại sọt của cô. Dịp Ngư Khẩn Trương nói không ra lời, cô một chút cũng không muốn bán, tiền bán ở đây trong thị trấn lại tiêu không được, bán cũng vô dụng. Nhưng cô há miệng lại không biết nên cự tuyệt như thế nào, mồ hôi căng thẳng cũng toát ra. Ai? Tiểu Ngư Nhi. Nghe được thanh âm kích động này, Dịp Ngư mãnh liệt quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhận ra bao lớn bao nhỏ chạy về phía nàng chính là tỷ tỷ tốt bụng kia. Tỷ tỷ? Nụ cười trên khuôn mặt cô thực sự chân thành và Sanji có thể thấy cô thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy mình. Nha đầu này thật khiến người ta đau lòng. Dì Tô Miêu, đây là bạn con tiểu ngư nhi, cô của dì ấy nhà con đặt rồi, ngại quá. tan Kỳ chào hỏi lại kéo khẩu trang xuống, lúc này hai dì mới nhận ra là bác sĩ tan của bệnh viện Hải Hồng. Tất cả mọi người đều là người quen biết, các nàng cũng nhìn ra được tiểu mùi tệ trước mắt cùng Tang bác sĩ là quen biết tự nhiên cũng sẽ không dễ tranh cãi nữa tuy rằng không mua được rất đáng tiếc nhưng con cua xanh thật to này lại cổ vũ các nàng nếu tiểu mùi tể này có thể bắt được cua xanh lớn như vậy nói rõ trên đảo còn có các nàng cũng phải đi tìm lại hai người rất nhanh rời đi tan kỳ lúc này mới lôi kéo diệp ngư tìm một chỗ ngồi xuống quần áo hôm qua cho ngươi mặc sao không mặc lạnh như vậy tay lạnh như băng khiến người ta đau lòng Tang Kỳ vừa hỏi vừa lấy ra một bộ áo lông hôm nay mới mua, màu xám không phải rất tươi đẹp, bởi vì cô nghĩ Tiểu Ngư Nhi phải thường xuyên làm việc, màu sắc xinh đẹp sợ nha đầu này không nở mặt. "Đến thử xem, đây là số đo hôm nay ta vừa mua đại khái là của ngươi. Mang ra là phải mặc, ngươi cũng đừng luyến tiếc." Diệp Ngư vẻ mặt mờ mịt, còn chưa kịp phản ứng đã bị mặc áo lông mới. Thật sự rất ấm áp. "Tỷ tỷ, tại sao lại có người đối xử tốt với cô như vậy tiểu ngư nhi em từ đâu lên đảo vậy hôm nay còn chưa hà thủy triều anh đã ở bến tàu chờ đợi mấy tiếng cũng không gặp em thiếu chút nữa đã từ bỏ trở về vừa rồi nếu không phải nghe hai gì kia nói gì về cua xanh có lẽ anh đã bỏ lỡ em rồi dịp ngư vừa định trả lời tan kỳ lại nhớ tới một chuyện tiếp tục lải nhải đúng rồi vết thương trên tay ngươi cho ta xem ngày hôm qua trở về không dính nước chứ ta mang thuốc bôi lại cho ngươi một lần nữa nàng rất lưu loát từ trong túi lấy ra một đống băng gạc cùng thuốc men lúc kéo tay tiểu ngư nhi cảm giác tiểu nha đầu co rúng lại còn tưởng rằng là sợ đau tiểu ngư nhi ngoan a à, vết thương này phải cần thay thuốc mới lời còn chưa dứt tan kỳ đã sửng sốt băng gạc hôm qua vẫn còn chỉ là đã trở nên bẩn thiểu không cần nhìn cũng biết nha đầu kia mang theo vết thương lại làm rất nhiều việc nhìn băng gạc cũng đã có thể nghĩ đến vết thương sẽ không quá tốt tan kỳ nhất thời an tĩnh lại từng tầng từng tầng cởi bỏ băng gạc đến khi nhìn thấy vết thương sưng trắng kia thì mắt lập tức đỏ lên cái này đau bao nhiêu a à? hết chương này chương tám rời đảo bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương tám rời đảo tỷ tỷ, không đau đâu. Diệp Ngư có chút sợ hãi, thử thăm dò muốn rút tay về. Vết thương này thật sự quá xấu, khẳng định dọa đến tỷ tỷ này. Hơn nữa tay cô đã sớm đau tê dại, quả thật không còn đau nữa. Sao lại không đau, tay đừng nhúc nhích. Trong lời nói của Tang Kỳ mang theo thói quen làm bác sĩ, Diệp Ngư bị trấn trụ, thành thật đưa tay bảo cô tẩy sạch vết thương trên tay mình. Lần này cô cuối cùng cũng chú ý đến những cái chai kỳ lạ. Quả thực quá thần kỳ, cái bình này cư nhiên cách thân bình có thể nhìn thấy bên trong chứa cái gì. Diệp Ngư nhìn màu sắc ban đầu tưởng là rượu vàng, kết quả đổ ra phát hiện một chút mùi rượu cũng không có. Mùi kia rất nhạt, bôi lên tay lạnh lạnh thập phần thoải mái. Rất nhanh bàn tay bị thương kia lại một lần nữa bao bọc tốt. Tang Kỳ thắt cho nàng một cái nơ bướm xinh đẹp, sau khi thu dọn xong mới xoay người lời nói thấm thía khuyên nhủ. Tiểu ngư nhi, ngươi phải chú ý một chút, làm việc cuối cùng là chờ miệng vết thương kết vẫy rồi mới dùng sức. Vết thương bị nhiễm trùng không phải nói đùa, nghiêm trọng không chừng còn có thể cắt bỏ chân. Thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu, tan kỳ lại mềm lòng. Ngày hôm qua ta nói với ngươi chuyện hái thảo dược không phải nói đùa, nếu không ngươi thả chuyện đuổi hải ra, trước cho ta hỗ trợ mấy ngày. Tiền công bảo đảm ngươi hài lòng loài chuyện tốt trời dáng này đổi thành người bên ngoài nói không chừng liền một lời đáp ứng, nhưng tình huống Diệp Ngư đặc thù, nàng dù sao còn phải trở về bán cá còn phải về nhà chăm sóc mẹ. Cho nên nàng lắc đầu cự tuyệt công việc này. Nếu không tiểu ngư nhi ngươi mang ta đến nhà các ngươi, ta đến cùng người nhà của ngươi nói. Tan kỳ có lòng tin, chỉ cần phụ huynh tiểu ngư nhi xem qua thẻ công tác của mình, nhất định sẽ tin tưởng mình. Nhưng dịp ngư sao có thể đưa cô về nhà? có thể mang qua hay không cũng không biết. tỷ tỷ, nhà ta chỉ có a lan, nương, nàng sợ người lạ. như vậy a. À. tan kỳ nhìn ra được tiểu cô nương có điều giấu giếm, nhưng nàng cũng có thể hiểu được. một người xa lạ như mình hình như quả thật có chút quá nhiệt tình. chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy tiểu ngư nhi liền đặc biệt mềm lòng, muốn hảo hảo trợ giúp tiểu gia hỏa này. vậy thì không đến nhà anh, tôi cho anh xem cái này tan kỳ cười cười từ trong ba lô lấy ra một cái điện thoại di động gạo đây là phần thưởng còn lại trong hoạt động cuối năm ngoái của xưởng đóng tàu cha cô bởi vì người trong nhà đều đã có không ít sản phẩm điện tử điện thoại di động này vẫn để ở trong tủ không ai động hôm nay bảo cô lục lọi ra à cái điện thoại này lúc trước anh không dùng tặng cho em thẻ anh đã cất kỹ chờ buổi tối anh sẽ gọi điện thoại cho em như vậy mẹ em Mẹ em không cần gặp người lạ là có thể nói chuyện. Thời đại này, cho dù trong nhà nghèo không dùng nổi điện thoại di động cũng đã nghe nói qua, nhưng Diệp Ngư hoàn toàn không nhận ra thứ này, cô chỉ nhìn khối giống như tảng đá kia sẽ phát sáng, vừa nhìn chính là bảo bối. Không không không. Bất lăng, có thể, muốn. Nàng đã cầm sim y bảo bối như vậy, làm sao có thể cầm nữa. Diệp Ngư kiên trì không chịu nhận còn đem 300 đồng cùng trang sức tinh tú mình giấu kỹ lấy ra trả lại. Tỷ tỷ, chắc, cái này, cũng không cạnh, có thể, muốn. Ôi! Nha đầu này! Tan kỳ thấy rõ đồ vật trong tay, trong lòng quả nhiên là ngũ vị tạp trần. Nhà tiểu ngư nhi nghèo như vậy, thiếu tiền tiêu còn phải trả lại những thứ này cho mình. Một cái áo lông mà thôi, các nàng đều không muốn chiếm tiện nghi. Mắt thấy nàng còn muốn cởi sim y trên người, Tan Kỳ vội vàng ngăn cản. Được được, những thứ này ta thu hồi trước, ngươi mặc quần áo vào. Vì bảo nàng an tâm mặc sim y vào, Tan Kỳ đem đánh giá người nhà mình hôm qua ăn cua đều nói cho tiểu ngư nhi. Ta thật sự không lừa ngươi, cua của ngươi chính là đáng giá nhiều tiền như vậy, ngày hôm qua trả lại thiếu đâu rồi, sim y này là mẹ ta đặc biệt dặn dò ta mua tiếp tế cho ngươi đấy, ngươi nếu không thu ta đây cho ngươi tiền mặt thế nào. Dịp ngư mím môi, không kiên trì cởi sim y ra nữa. Tiền ở đây, nàng cầm về không dùng được, nhưng sim y có thể mặc, như vậy buổi tối nàng cũng không cần lo lắng sẽ cuốn đi sim y của mẹ. Thì ra nàng bắt cua tỷ tỷ cùng người nhà của nàng là thật sự thích. Mắt dịp ngư sáng lên, lập tức mở sọc ra, ông tan kỳ như hiến bảo. Tỷ tỷ ta còn có, tiễn ngươi. Tan kỳ trợn tròn mắt, cô không nhìn lầm chứ, trong giỏ có mấy con cua còn to hơn cả hôm qua cô mua. Nhà đầu này ở đâu đuổi ra biển trên đảo tiểu vân còn có tài nguyên cực phẩm như vậy mặc dù trong lòng ngạc nhiên tan kỳ cũng không hỏi ra dù sao đây cũng là đồ người ta muốn lấy ra nuôi gia đình khẳng định là một nơi rất bí ẩn tiểu ngư nhi ngươi trong sọc cua ốc biển ta đều muốn mua ngươi có thể bán cho ta không dịp ngư lắc đầu kiên trì nói không bán chỉ tặng tan kỳ lập tức nở nụ cười tiểu nha đầu này thật khiến người ta đau lòng ngay cả bướng bỉnh cũng vô cùng đáng yêu được vậy ta nhận tiền thuốc của ngươi ta dẫn ngươi đi xử lý tật xấu của đầu lưỡi được không hơi thở của dịp ngươi lập tức dồn dập nàng mạo hiểm không bao giờ có thể trở về lần nữa đến bên này vì cái gì không phải là vì chữa khỏi đầu lưỡi cùng mặt sao trước mắt cơ hội ở ngay trước mắt liền xem lá gan của nàng có đủ lớn hay không dù sao muốn đi trị liệu lưỡi phải rời khỏi hòn đảo nhỏ dưới chân này Nơi này hết thảy đều tràn ngập không biết, nếu là muốn rời đi hòn đảo nhỏ này cũng chính là cách mình đường về nhà càng ngày càng xa, Diệp Ngư không khỏi có chút hoảng hốt. Tang Kỳ còn tưởng rằng cô sợ phẫu thuật, vội vàng kéo tay cô dỗ dành cô. "Cô yên tâm, chỉ đau một chút thôi, so với vết thương trên tay cô thoải mái hơn nhiều." Sau khi làm phẫu thuật nhỏ không tiện có thể là vài ngày không nói được, cũng chỉ có thể uống thức ăn lỏng, kiên trì vài ngày là tốt rồi đến lúc đó cô nói chuyện sẽ giống như mọi người diệp ngư vô cùng động tâm mắt thấy sắp gật đầu đột nhiên lại nhớ tới một chuyện tẩu thủ tố thuật phải rất lâu sao không lâu nửa giờ là có thể làm xong yên tâm đi nửa giờ diệp ngư không biết là bao lâu chỉ có thể đoán chừng cùng nửa giờ kém không nhiều lắm như vậy tính ra quả thật không lâu chờ làm xong tiểu phẫu cô về nhà cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian vì thế cô rất khẳng định gật đầu. Ta làm. Sanji rất vui mừng và ngay lập tức mang theo một đống đồ để kéo cô ra ngoài đảo. Đảo Tiểu Vân kỳ thật cách bờ hơi xa, bất quá bên này là nơi yêu thích đuổi biển thích tới nhất, thường xuyên có thuyền nhỏ qua lại độ khách. Dịp ngư ngay ngốc theo tan kỳ lên thuyền nhỏ, đôi mắt cảm giác không đủ dùng. Con tàu này đẹp quá. Vỏ ngoài màu xanh biển, không giống làm bằng gỗ, sờ vào lạnh lẽo lại cứng trắng hơn nửa thuyền này không có mui nhìn qua cũng không có tương chẳng lẽ người chèo thuyền dùng gậy chống ngay khi tiểu cô nương nghi hoặc người trên thuyền đã ngồi hơn phân nửa thuyền chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ thuyền liền nhanh chóng lái ra ngoài a à, dịp ngư sợ hãi cả người chui vào trong lòng tan kỳ hết chương này chương 9 nông thôn em bé vào thành bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 9 nông thôn qua vào thành chưa từng ngồi qua thuyền nhanh như vậy, tiểu cô nương sợ không nhẹ, vẻ mặt tan kỳ không hiểu, thật sự không biết nàng đang sợ cái gì. làm sao vậy, tiểu ngư nhi? bàn tay vỗ nhẹ trên lưng dần dần trấn an dịp ngư, một hồi lâu cô mới chịu đựng sợ hãi ngẩng đầu lên. chung quanh là một mảnh xanh thẳm nước biển, ngoài trừ kia có chút đáng sợ tiếng ầm ầm còn có quen thuộc sóng biển ào ào. nửa thân thể của nàng đều được tỉ tỉ ôm vừa ấm áp vừa an toàn, như thể không có gì đáng sợ. Diệp Ngư hồi lâu mới phản ứng lại thuyền ở đây không giống với thuyền đánh cá bên mình, lúc đi thuyền sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Nàng cảm giác có chút xấu hổ, dứt khoát vùi đầu vào lòng tỷ tỷ tốt bụng không đi ra. Tang Kỳ thấy nàng thân cận mình trong lòng rất cao hứng, bất quá lộ trình có chút ngắn, cũng chưa nói được mấy câu đã dựa vào bờ. Nếu nói những gì nhìn thấy trên đảo khiến Diệp Ngư ngạc nhiên, xuống thuyền chính là chấn động, chấn động đến tột đỉnh. Mặt đất bằng phẳng rắn chắc, tòa nhà cao cao vào mây, mình nhích tới nhích lui còn có thể chứa người, các loại trang phục màu sắc, còn có nhiều thứ kỳ lạ cổ quái như vậy trên sạp. Cô cũng không nhận ra. Chân dịp ngư dường như nặng ngàn cân, mắt nhìn bên này lại nhìn bên kia, cảm giác mười đôi mắt đều không đủ dùng. Tan kỳ ở một bên cũng không thúc giục cô, cứ như vậy kéo cô chậm rãi đi cho cô nhìn đủ bộ dáng chưa từng trải đời này khiến người ta rất chua xót. tan kỳ biết xung quanh tiểu vân đảo có rất nhiều đảo nhỏ, trên đó cũng có người ở, không giàu có lắm, nhưng không biết sẽ nghèo thành như vậy. tiểu ngư nhi không từ bến tàu vào đảo khẳng định là tự mình chèo thuyền đi lên, cần tự mình chèo thuyền hơn nữa còn nghèo như vậy, ngoài trừ những người dân đảo xa xôi kia nàng không tưởng tượng ra còn có những người nào. nhìn tiểu ngư nhi như vậy, đại khái là cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này. Trên đảo nhỏ xa xôi phỏng chừng cũng không có giáo dục gì, cô bị chậm trễ nha. Tang Kỳ càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, nắm chặt tay Tiểu Ngư Nhi. "Tỷ tỷ." Diệp Ngư có chút sợ hãi, nơi này hết thảy đều quá xa lạ. Lúc trước ở trên đảo tốt xấu gì còn có bãi cát biển rộng quen thuộc của cô, còn có đường về nhà của cô, hiện tại vừa ra tới quả thực giống như là lại thay đổi một thế giới khác. Hơn nữa nàng phát hiện người chung quanh nhìn ánh mắt của nàng thật kỳ quái làm cho người ta cả người không thoải mái. Mộng Kỳ cũng phát hiện, dù sao mùa đông giá rét đột nhiên toát ra một người giống như tiểu khất cái, vẻ mặt ban đỏ còn mang dậy rơm lộ ngón chân, là người đều sẽ nhìn nhiều hơn hai lần. Tiểu Ngư Nhi, chúng ta đi nhanh một chút, lên xe là được rồi. Xe của cô dừng ở gần đó, đi nhanh hơn hai phút là đến nơi. Diệp Ngư còn tưởng là xe ngựa, đi theo một lúc lại phát hiện là dừng lại trước một cái hộp lớn tích tích hai tiếng dọa nàng nhảy dựng tiếp theo liền thấy cái hộp kia mông đột nhiên tự mình mở nắp ra này 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 tang kỳ đem đống đồ mua bỏ vào cốc sau vừa quay đầu lại liền thấy bộ dáng kinh ngạc của tiểu nha đầu đứa bé đáng thương phỏng chừng cũng chưa từng ngồi xe hơi tiểu ngư nhi lại đây cô giúp cô mở cửa xe sau đó nhét cô bé vào trong xe lại giúp cô thắt dây an toàn dịp ngư cả người đều bối rối mãi đến khi đóng sầm cửa xe cô mới hoàn hồn hoảng loạn. Sao cô lại bị nhốt một mình trong cái hộp này? Cô thắt dây an toàn muốn đứng dậy cũng không được, gấp đến phát khóc. Lúc này cánh cửa bên kia lại mở ra và Sanji cũng ngồi vào. Thấy Diệp Ngư ánh mắt đều đỏ lên, nhất thời hiểu được vừa rồi mình không nói rõ đã dọa tiểu nha đầu, vội vàng sờ sờ đầu của nàng cùng nàng xin lỗi. Tiểu Ngư Nhi đừng sợ, đây chỉ là một chiếc xe, phương tiện giao thông mà thôi dây an toàn ở đây ấn một cái là có thể cởi ra, cửa kia cũng là kéo một chút là có thể mở ra. Cô làm mẫu, dịp ngư nhìn chầm chầm ghi tạc trong lòng. Sau khi biết cái hộp này không có gì nguy hiểm, tiểu cô nương cũng thả lỏng xuống. Lúc này Tan Kỳ cũng không vội lái xe, mà là kéo tay Diệp Ngư ôn thanh thương lượng với cô. Tiểu Ngư Nhi, lát nữa trên đường đến bệnh viện sẽ đi qua nhà tôi. Tôi muốn dẫn em đến nhà tôi đơn giản rửa mặt chải đầu, thay quần áo được không? nàng cũng không phải ghét bỏ tiểu ngư nhi ăn mặc chỉ là tiểu nha đầu hiện tại tóc rối tung trên người cũng không thế nào sạch sẽ còn có trên chân cặp kia giày rơm thấy thế nào cũng cùng thời đại này không hợp bệnh viện hải hồng là bệnh viện tốt nhất trên đảo hải hoa rất nhiều người ra vào bản thân vết đỏ trên mặt nàng cũng rất thu hút sự chú ý của mọi người chỉ sợ gặp lại tiểu nha đầu miệng nát thấy cách ăn mặc sẽ nói chút lời không dễ nghe vừa rồi ở bến tàu những người kia chỉ là theo bản năng đánh giá liền kêu tiểu nha đầu khẩn trương khó chịu người trong bệnh viện thế nhưng càng nhiều thích hợp rửa mặt chải đầu sạch sẽ một chút cũng sẽ không thu hút như vậy tan kỳ giải thích một phen tiểu ngư nhi cũng hiểu ý của nàng mũi nhất thời chua xót ngoại trừ cha mẹ và đại ca không còn ai chăm sóc tâm tình của nàng như vậy nữa nàng quả thật không muốn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy vì thế gật gật đầu đáp ứng xe nhanh chóng rời bến tàu chạy về phía sân tan gia ngay từ đầu diệp ngư còn khẩn trương cầm lấy ghế ngồi nhưng thích ứng trong chốc lát phát hiện rất vững vàng liền dám đánh bạo nhìn ra bên ngoài cái hộp này thật sự là tốt không có người ngoài ở đây còn có đồ vật ngăn cản bên trong nàng có thể yên tâm quan sát bên ngoài không sợ ánh mắt của người khác tỷ tỷ vậy tứ là xâm gì sao san di quay đầu và trả lời đó là đèn đường và nó sẽ sáng lên vào 6 hoặc 7 giờ tối mỗi ngày, vì vậy mọi người sẽ không bị ảnh hưởng khi đi du lịch vào ban đêm. Đèn đường Trong nhận thức của dịp ngư, đèn sáng nhất chính là đèn lồng lớn treo ở cửa nhà Lý Chính vào dịp Tết. Đèn đường này treo cao như vậy, buổi tối có thể nhìn thấy không? Trong lòng nghĩ như vậy, cô lại không hỏi ra. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy đèn đường nơi này hẳn là không cùng loại với đèn lồng chỗ các nàng. Trong xe chỉ có hai người, Dịp ngư cuối cùng cũng hoạt bát hơn vài phần, dọc đường đi hỏi rất nhiều vấn đề. Tang Kỳ đều nghiêm túc trả lời cô, còn chủ động nói rất nhiều thường thức bên này, ví dụ như qua đường và đi bộ. Đương nhiên những dịp ngư này nghe không hiểu. Hai người đang nói chuyện rất nhanh đã đến viện Tang gia. Lúc này hai vợ chồng Tang gia đã cầm cu đi tặng người, Tang Minh nhịn cả đêm làm bản vẽ cũng đang ngủ, trong phòng im ắng. Đến nha, Tiểu Ngư Nhi mau vào đi. Dịp ngư do dự gần như muốn viết lên mặt tôi không muốn làm bẩn. Tòa nhà này hoàng mỹ quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng, sân đẹp như vậy còn lớn như vậy. Có cây nhỏ, có hoa, có cỏ còn có suối nước. Ngôi nhà giàu có nhất cô từng thấy cũng không đẹp bằng tòa nhà này. Mọi người đã tới cửa, tan Kỳ mới không thả cô chạy, kéo nhẹ người một cái liền vào cửa. Lầu một có phòng khách cũng có chỗ rửa mặt, bất quá phòng tắm là vòi sen. Tang Kỳ sợ tiểu nha đầu không biết dùng vòi sen liền trực tiếp đưa nàng vào phòng mình, cho nàng xả nước dùng bồn tắm lớn tắm rửa. Bồn tắm lớn trắng như tuyết, thủy tinh lớn sáng ngời, ống dẫn nước nóng của mình, còn có tấm gương có thể soi người rõ ràng, không chỗ nào không kích thích thần kinh diệt ngư. Nàng, nàng nhất định là đã đến nơi thần tiên ở. Tang gia rất giàu. Hết chương này. Chương 10. Cảm giác hạnh phúc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Cảm giác hạnh phúc toàn bộ phòng tắm sạch sẽ sáng sủa rộng rãi, so với lều có hai mẹ con ở còn lớn hơn rất nhiều. So sánh quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Dịp ngư ngơ ngác đứng bất động bên cạnh bồn tắm, cả người tê dại. Tiểu ngư nhi, phòng tắm những thứ này ngươi hẳn là không biết dùng, hơn nữa tay trái ngươi không thể dính nước, ta giúp ngươi tắm được không? Sanji biết rằng một cô bé nửa tuổi như vậy chắc chắn sẽ nhút nhát, vì vậy cô đã tìm ra chiếc quần lót dùng một lần mà cô sử dụng khi đi du lịch. Nghĩ đến bộ vị trọng điểm đều bọc lại đại khái sẽ không xấu hổ như vậy. Ai biết tiểu nha đầu này là cổ nhân chính cống chứ? Diệp Ngư cho dù có tín nhiệm tan kỳ thế nào cũng không tiện cởi sạch quần áo trước mặt nàng, cho nên nàng rất kiên định lắc đầu. Được rồi, vậy anh tự mình tắm, vết thương nhất định không được chạm vào nước đây là khăn tắm rửa xong lau khô người đây là quần lót mặt bên trong đều là dùng một lần không ai mặc sau đó lại mặc đồ lót và quần ấm này trong phòng tắm có gió ấm một chút cũng không lạnh chỉ mặc quần áo giữ ấm là được đừng làm tóc nữa lát nữa anh tới giúp em gội tan kỳ giống như một bà mẹ nói xong cái này nói cái kia từ vòi nước giới thiệu đến bồn cầu rồi đến xà bông tắm rửa chờ xác định diệp ngư đã nhớ đại khái rồi mới đi ra ngoài đóng cửa không gian một người nhất thời khiến diệp ngư thả lỏng rất nhiều lúc này cô mới dám cẩn thận quan sát tất cả những thứ mới mẻ xung quanh thật sự là phu nhân quá xinh đẹp trước kia chỉ biết là nhà giàu sẽ lát đá làm sàn nhà nhưng đó đều là bụi bặm nào có màu sắc rực rỡ như nhà chị tan ngay cả chỗ tắm rửa cũng đẹp như vậy diệp ngư trong lòng cực kỳ hâm mộ nhưng tốt xấu gì nàng còn nhớ rõ chính sự của mình. Nàng phải sớm đi trị bệnh đầu lưỡi về nhà, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Chỉ là rửa. Nhìn bồn tắm lớn trước mắt, cô không dám ngồi vào mà ngồi sổng một bên dùng tay phải không bị thương cầm khăn lông chà sát. Kỳ thật tiểu nha đầu rất thích sạch sẽ, chỉ là điều kiện cuộc sống bức bách chính là ở nơi đó. Ở trên đảo muốn thoải mái tắm rửa một lần quá khó khăn, nàng ngày thường đều thừa dịp đi bảo sơn đảo đơn giản tắm rửa một chút. Vốn tưởng rằng mình cũng không phải quá bẩn, kết quả dùng xà bông thơm kia, nhìn thứ bẩn thiểu chà sát ra lỗ tai dịp ngư đều đỏ. May mắn là tan tỷ tỷ không giúp mình tắm rửa. Dịp ngư mặt nóng vội vàng tăng nhanh tốc độ dùng sức chà sát cho mình một trận, một vài nước lớn vừa vặn đủ dùng. Chỉ là rửa xong nhìn nước đầy đất cô không biết nên rửa như thế nào đang rầu rĩ chợt nghe tan tỷ tỷ bên ngoài hỏi nàng tắm xong chưa mã tan tốt diệp ngư bây giờ còn chưa mặc xong sim y sợ lát nữa tan tỷ tỷ đi vào nhìn thấy bộ dáng loạn thất bát tao của nàng đành phải nhanh chóng đi cân nhắc cách mặc sim y cái gì mà quần lót dùng một lần sờ lên một tầng mỏng manh hình thức cũng kỳ kỳ quái quái hoàn toàn không giống với tiểu y mẹ làm cho mình bất quá nữ hài tử đối với phương diện ăn mặc vẫn tương đối mẫn cảm Nàng rất nhanh liền tìm đúng biện pháp mặc vào. Tuy rằng cảm giác rất xấu hổ, nhưng không thể không nói xin y che khuất bộ vị trọng yếu như vậy so với quần áo lót trước kia nàng mặc càng làm cho nàng yêu thích. Mặc xong áo lót giữ ấm cùng quần cũng không phiền toái, dù sao chúng nó vừa mở ra liền biết tay chân ở nơi nào. Thật ấm áp a. À. Vừa mới tắm rửa xong còn có chút lạnh thân thể một bộ này giữ ấm nội y, cả người lập tức liền ấm áp. Nhất định phải rất nhiều tiền chứ. Diệp Ngư vuốt ve chất liệu mềm mại trên người thật sự không nở cởi, trong lòng hạ quyết tâm phải trở về cầm thêm cua ốc biển cho một nhà tan tỷ tỷ. Được chưa tiểu ngư nhi? Quần áo mặc xong ta liền vào nha. Được, được rồi. Nàng vừa ứng vừa khẩn trương nắm chặt vạt áo. Bộ này giữ ấm nội y có chút bó sát người, mặc vào sau đem nàng toàn bộ thân hình đều triển lộ ra, làm cho nàng quái không thích ứng. Tan kỳ thấy nhưng không thể trách, chị cảm thấy Tiểu Ngư Nhi thật sự quá gầy. Ở trên xe nói chuyện phím thời điểm nàng mới biết được Tiểu Ngư Nhi đã sắp 15 tuổi, nhưng trước mắt này Tiểu Thân thể nói là 12 đều miễn miễn cường cường. Nếu không hảo hảo dưỡng dưỡng, ngày sau thân thể khẳng định không khá hơn chút nào. Bộ sim y này vẫn là dựa theo thân hình chừng 12 tuổi mua, nàng mặt cũng có chút lớn, thật sự là làm cho người ta đau lòng. Lại đây, lại đây anh giúp em gội đầu. Tan Kỳ đè nén cảm giác chua xót trong lòng, cười vẫy tay với Diệp Ngư. Em xem, đây là vòng tóc anh tự buộc, chọn hai màu em thích một lát anh sẽ biếm tóc cho em. Trên tay nàng có hơn 10 sợi dây buộc tóc mang theo các loại trang sức xinh đẹp, có mèo nhỏ chó nhỏ đáng yêu, còn có hoa quả nhỏ màu sắc tươi đẹp, sao trăng cũng có vài sợi. Một bó lớn ở dưới ánh đèn phòng tắm lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, cực kỳ xinh đẹp. Diệp Ngư cũng không dám vươn tay, cuối cùng tan kỳ chọn hai cây có sao mặt trăng nhét vào tay cô tiểu ngư nhi trong lòng ta ngươi cũng giống như muội muội đừng khách khí với ta mấy thứ buộc tóc này đều rất rẻ mười mấy đồng một bó đấy tan kỳ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của diệp ngư kéo cô đi gội đầu lần trước ở tiểu vân đảo cô đã chú ý tới tóc của tiểu ngư nhi giống như chưa chải kỹ nhìn cột vào nhau kỳ thật bên trong đều loạn thành một mớ tóc như vậy gội đương nhiên không dễ dàng cũng may có dầu gội bôi trơn hơn nữa tan kỳ có kiên nhẫn dùng lượt chải chuốt từng chút một, cuối cùng cũng chải xong toàn bộ. Cuối cùng lại bôi cao hộ pháp xoa xoa rửa sạch là được. Diệp ngư giờ phút này đã muốn hôn mê bất tỉnh. Nàng cũng không biết nên hình dung tâm tình lúc này như thế nào, chỉ cảm thấy tay tan tỉ tỉ mỗi lần xoa tóc nàng đều có thể đâm trúng tim nàng, khiến trong lòng nàng vừa chua vừa mềm vừa ngọt, thật giống như lúc cha ra cửa hồi lâu trở về ông nàng cưỡi ngựa lớn đây có lẽ là cảm giác hạnh phúc. Diệp Ngư mơ hồ hồ để tan kỳ gội đầu cho cô xong lại lau mặt, mãi đến khi máy sấy vang lên cô mới phục hồi tinh thần lại. Đừng sợ, đây là sấy khô đầu, sấy một cái tóc sẽ khô nhanh thôi. Lại là một thứ thần kỳ. Diệp Ngư cả người căng thẳng ngồi, mỗi lần cảm giác được cổ gió nóng kia thổi tới bên tai sẽ nổi da gà toàn thân có loại xúc động muốn chạy, ông 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 thật sự là dọa người. Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, Tang Kỳ đã nhanh chóng sấy tóc cho tiểu nha đầu. Đại khái là bởi vì dinh dưỡng trường kỳ không đủ, tóc của tiểu nha đầu rất nhiều khô vàng phân nhánh. Lúc trước còn rất khô khan, bất quá vừa mới dùng cao dưỡng tóc hiện tại sờ lên ngược lại thuận lợi hơn nhiều, cảm giác cũng không tệ lắm. Lúc trói lại không cảm thấy, hiện tại gội xong chải xong mới phát hiện tóc nha đầu kia thật sự là rất dài, đứng thẳng đại khái đến đùi. Tang Kỳ vốn muốn tết bím tóc xương cá cho cô, nhưng bây giờ nhìn mái tóc quá dài có chút khoa trương, vẫn là tết lại đi. Vừa vặn trong phòng nàng còn có một ít trăm cài tóc, lấy ra vừa vặn. Diệp ngư cái gì cũng không hiểu, an vị ở trước gương lớn kia, nhìn tan tỷ tỷ cầm lấy tóc của mình lúc thì chia làm mấy sợi lúc thì lại xoắn tới xoắn lui, cuối cùng giống như xoăn tóc liền không thấy. Không có tóc dư thừa, chỉ có một cây trăm hoa đào hơi lộ đầu cực kỳ xinh đẹp. Diệp ngư trong lòng khiếp sợ, đẹp thì vô cùng đẹp, nhưng tỷ tỷ, mùi còn chưa gã, tóc không gốc, có thể, vén. Tan kỳ. Hết chương này.